Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1766, Mỗi Người Bay Một Nơi hai Vũ Đông Xuyên cũng không ngờ phía sau bức màn trong thư phòng còn có một người nghe lén. Sau khi tiến vào thư phòng, hắn chào một tiếng Hà Tiểu Thư. Gần đây Hà Trường An chuyển tài sản sang tên cho Hà Vũ Mông. Vũ Đông Xuyên tất nhiên cũng hoài nghi thân phận của Hà Vũ Mông. Hà Trường An cho hắn một lời giản thích tương đối hợp lý, chỉ nói Hà Vũ Mông là con gái tư sinh của mình. Tần Manh Manh ngồi cạnh bàn, sau khi Vu Đông Xuyên đi vào, cô ta chỉ chỉ vào ghế đối diện. Vu Đông Xuyên trước tiên đặt túi giấy tờ lên bàn làm việc, sau đó ngồi xuống đối diện Tần Manh Manh, hắn thở dài nói, Hà Tiểu Thư, tôi đã tìm rất nhiều quan hệ, trước mắt đã có thể chứng thực, Hà Tiên Sinh bị viện kiểm sát mời đi uống trà, về phần hiện tại ông ta rốt cuộc đang ở đâu thì tôi không tra được. Tần Manh Manh nói, sao đột nhiên lại phát sinh chuyện này? Vu Đông Xuyên nói, theo như tôi biết thì lần này Hà Tiên Sinh bị viện kiểm sát khống chế, rất có thể có liên quan tới khu đất Nam Võ. Tần Manh Manh nói, khu đất đó căn bản chính là Đông Sơn tự mình làm, không có bất kỳ liên quan gì tới Hà Tiên Sinh cả. Vu Đông Xuyên nhắc nhở cô ta, Hà Tiên Sinh mới là pháp nhân của công ty, nếu việc chuyển nhượng đã xong xuôi thì Hà Tiểu Thư chỉ sợ cũng cũng thoát được liên quan. Tần Manh Manh nói, luật sư Vu, có biện pháp nào để tìm được Hà Tiên Sinh không? căn cứ vào kinh nghiệm của anh thì chuyện lần này liệu có rất nghiêm trọng không vu đông xuyên nói hà tiểu thư chắc là không hiểu lắm về tình hình trong nước muốn giải quyết phiền toái của hà tiên sinh nhất định phải nhất định phải vận dụng quan hệ tần manh manh nói tôi không có quan hệ cô ta là đang nói thật trừ trương dương ra thì cô ta thật sự là không nghĩ ra được quan hệ nào khác vu đông xuyên nói có tiền thì có quan hệ chỉ cần chỉ cần không tiếc tiền kiểu gì cũng sẽ sẽ tìm được biện pháp Tần manh manh nói tiền không phải là vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết được phiền toái của Hà Tiên Sinh, xài bao nhiêu tiền cũng được, nhưng tài khoản trong nước của Hà Tiên Sinh đã bị đóng băng, cần thời gian nhất định. Vu Đông Xuyên nói có người nguyện ý hỗ trợ. Tần manh manh ngạc nhiên nói ai? Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng Trương Dương cũng rúng động, Hà Trường An gặp phiền toái lớn như vậy, ngay cả văn quốc quyền cũng phải cẩn thận với chuyện này, dù sao không ai muốn vào thời khắc mẫn cảm như thế này lại nhúng tay vào chuyện của Hà Trường An, không biết Vu Đông Xuyên là đang nói tới vị đại nhân vật nào. Vu Đông Xuyên nói, cha Tấn Bắc. Câu trả lời này của Vu Đông Xuyên ít nhiều khiến Trương Dương cảm thấy có chút bất ngờ, nhớ tới lời nói thỏ tử hồ bi trước kia của cha Tấn Bắc, chẳng lẽ cha Tấn Bắc thực sự nổi lòng đồng tình, muốn ra tay giúp đỡ Hà Trường An. Trương Đại Quan Nhân lập tức lại phủ định loại khả năng này, cha Tấn Bắc đầu tiên là một thương nhân khôn khéo, đồng tình đối với thương nhân mà nói là một hành vi xa xỉ, cho dù là y thực sự cảm thấy thỏ tử hồ bi, y cũng sẽ không chủ động tham gia vào phiền toái này. Tần manh manh nói, theo như tôi biết thì cha tấn bắc từ trước đến nay đều là đối thủ cạnh tranh trong sinh ý với Hà Tiên Sinh. Trong lòng cô ta lập tức cảnh giác, tần manh manh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trong nhân sinh đã trải qua sóng to gió lớn, tính cảnh giác của cô ta so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Trước khác nay khác, thật ra đối thủ trên sinh ý chưa chắc đã là kẻ địch cha tấn bắc giúp hà tiên sinh cũng không phải là vô điều kiện y muốn hà tiểu thư chuyển nhượng mỏ vàng ở châu phi cho hắn tần manh manh nói tôi dựa vào gì để tin tưởng được y vũ đông xuyên nói cha tấn bắc là em ruột của phó bộ trưởng cha của trung tổ bộ y ở cao tầng có rất nhiều quan hệ kim vương phủ của y cũng là nơi mà quan lớn thường xuyên ra vào tần manh manh nói hà tiên sinh gặp nạn trong đó có tội danh là đút lót cho dù là cha tấn bắc có thể tìm được quan hệ cao tầng thì người khác cũng chưa chắc đã chịu ra mặt thay y. Hơn nữa tôi làm sao mà biết được y có phải là muốn lợi dụng chuyện này để lừa gà tôi chuyển nhượng mỏ vàng cho y hay không? Những lời này của tần manh manh chính là vấn đề mà Trương Dương đang cân nhắc, chuyện mà ngay cả văn quốc quyền cũng cảm thấy khó giải quyết, hắn không tin cha tấn nam lại tiện ra mặt. Cha tấn bắc 10 phần có 9 là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vũ Đông Xuyên nói, Hà Tiểu Thư, chúng ta hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, khấu lưu Hà Tiên Sinh bị khấu lưu càng dài thì phiền toái lại càng lớn. Tần Manh Manh nói, chuyện này tôi phải cân nhắc một chút. Vu Đông Xuyên thở dài nói, Hà Tiểu Thư, tôi đi theo Hà Tiên Sinh đã hơn 10 năm, nguy cơ lần này là trước giờ chưa từng có, tôi cảm thấy chúng ta có trách nhiệm giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Tần Manh Manh nói, anh đi trước đi, sau khi tôi cân nhắc xong sẽ gọi điện thoại cho anh. Vũ Đông Xuyên nói, được rồi. Sau khi Vũ Đông Xuyên lái xe rời khỏi, Trương Dương mới từ sau màn đi ra. Tần manh manh nói, anh nghe thấy hết rồi chứ. Trương Dương gật đầu nói, Vũ Đông Xuyên này rất có thể có vấn đề. Tần manh manh nói, hắn đi theo Hà Tiên sinh hơn 10 năm, là lão thần tử M Hà Tiên sinh tín nhiệm nhất. Trương Dương nói, tai vạ đến thì ai chạy đường nấy, với loại tình huống trước mắt. Hắn cho dù nảy sinh suy nghĩ khác thì cũng không có gì là ngạc nhiên tần manh manh lắc đầu đại ca tôi đầu óc em rất em rất lo lắng cho hà tiên sinh nếu ông ta có thể bình an cho dù giao mỏ vàng cho cha tấn bắc cũng không là gì cả trương dương nói anh rất hiểu con người của cha tấn bắc y là thương nhân giảo hoạt chuyện của chú hà hắn chưa chắc đã giúp được anh thấy y chỉ là lợi dụng em đang nóng lòng cứu người để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi tần manh manh nói em nên làm gì bây giờ trương dương nói không làm gì cả hơn nữa em cũng không thích hợp tiếp tục ở lại đây nơi này không an toàn vụ đông xuyên đó rất đáng ngờ tần manh manh gật đầu trương dương nói vậy người phụ nữ đó cô ta là bảo tiêu mà hà tiên sinh an bài cho em có thể tiến nhiệm tuyệt đối trương dương lắc đầu trên thế giới này căn bản là không có thuyết tuyệt đối hắn kéo màn nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói khẽ vừa rồi khi anh trốn sau màn nhìn thấy phía đông góc đường có một chiếc Santana màu xám, đến giờ vẫn chưa đi, anh nghĩ em có thể bị người ta giám thị rồi. Tần manh manh tiến đến phía trước cửa sổ, thuận theo hướng Trương Dương chỉ mà nhìn, quả nhiên nhìn thấy ở cạnh ngã tư đường có một chiếc Santana màu xám đậu ở đó. Trương Dương nói, chúng ta phải đi thôi. Tần manh manh nói, chúng ta có thể ra ngoài từ cửa sau. Trương Dương lắc đầu, đừng kinh động bất kỳ ai, bao gồm cả nữ bảo tiêu của em, người biết hành tung của em càng ít thì em càng an toàn. Tần manh manh nói, làm sao bây giờ? Trương Dương nói, mục tiêu chủ yếu mà bọn họ giám thị là cửa lớn, chúng ta có thể ra ngoài từ cửa sổ đối diện. Đối diện là phòng ngủ của Tần manh manh, cô ta dẫn Trương Dương đi vào trong phòng. Trương Dương quan sát tình huống bên ngoài qua cửa sổ thì tần manh manh đi vào phòng nhanh chóng thay một thân quần áo màu đen. Trương Dương hỏi cô ta một đôi tất chân màu đen rồi đội lên đầu. Ở phương diện này Trương Đại Quan Nhân cực kỳ thuần thục, Tần manh manh nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không khỏi buồn cười, Trương Dương giao chiếc còn lại cho cô ta, ý bảo tần manh manh cũng học theo mình mà làm. Hai người đều là một thân hắc y, che mặt bằng tất đen, thoạt nhìn cực kỳ giống một đôi đạo tặc, cửa sổ phòng ngủ không ở trong phạm vi giám thị, tần manh manh khóa trái cửa phòng, bỗng nhiên nghĩ đến nếu bị bảo tiêu phát giác mình khóa trái cửa phòng, không biết sẽ suy đoán quan hệ giữa cô ta và Trương Dương như thế nào, mặt không khỏi có chút nóng lên. Trương đại quan nhân thì lại không có nhiều tạp niệm như vậy, hắn mở cửa sổ, bảo tần manh manh leo lên lưng mình rồi nói khẽ anh thóng em đi. Tần manh manh hắn cổ hắn, thân thể mềm mại dựa sát trên tấm lưng ấm áp của Trương Dương, sự kích thích và mạo hiểm ở trong lòng còn nhiều hơn là kinh sợ. Trương Dương xác định không ai chú ý tới bên này mới bay lên không rồi nhảy ra ngoài, trên lưng có một người nhưng vẫn nhẹ nhàng như chim yến, nhẹ nhàng hạ xuống cây đại thụ, rồi trèo lên dọc thân cây, cho đến tận ngọn độ cao này chừng tầng 5, nhìn xuống phía dưới liền thấy chiếc Santana màu xám đó vẫn lẳng lặng đậu ở đó, xem ra không hề cảm nhận được biến hóa trong tiểu lâu. Gió đêm thổi tới, tần manh manh theo bản năng con người lại, sau đó dán sát vào người Trương Dương, tim không khỏi đập mạnh hơn, Trương Đại Quan Nhân tất nhiên cảm thấy biến hóa phía sau, hắn nói khẽ đừng sợ, tất cả cứ giao cho anh xử lý. Tần manh manh gật đầu, lúc này trong lòng cảm thấy ấm áp và kiên định, Trương Dương tạo cho cô ta một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Một chiếc xe chở hàng chậm rãi lái tới ngã tư đường, Trương Dương nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ lên tường vây, sau đó lại bay lên, giống như một chiếc lá rụng nhẹ nhàng hạ lên thùng xe. Sau đó nhanh chóng xoay người nằm xuống, để tần manh manh nằm trong lòng hắn. Trương 1767, mỗi người bay một nơi, ba. Tinh quang đầy trời, sóng mắt của tần manh manh ôn nhu giống như tinh quang, Cô ta dùng bả vai của Trương Dương để che giấu ánh mắt của mình, nhưng nhịp tim vẫn làm bại lộ sự sợ hãi và ngượng ngùng của cô ta vào giờ phút này. Trương Dương nói khẽ, "Đừng sợ, không sao đâu." Xe chở hàng chậm rãi đi qua xe Santana đỗ ở ven đường, Trương Dương dẫn Tần Manh manh thành công rời khỏi tiểu lâu ở đường Tiêu Tương, rời khỏi sự giám thị của đối phương. Sau khi rời khỏi đường Tiêu Tương, Trương Dương dẫn Tần Manh manh rời khỏi xe chở hàng, ở ven đường bắt một chiếc xe taxi đi thẳng tới vườn phù dung trương dương đưa tần manh manh tới chỗ của tần thanh trước mắt ở đông giang người mà hắn có thể tiến nhiệm không nhiều lắm lựa chọn chỗ của tần thanh một là vì hắn tuyệt đối tin tưởng tần thanh hai là vì vườn phù dung là nơi hẻo lánh trước mắt người vào ở không nhiều hơn nữa còn có thể tránh khỏi phiền toái phải đăng ký vào ở tần thanh không ngờ trương dương lại tới vào đêm khuya càng không ngờ bên cạnh bên cạnh còn có một nữ lang xinh đẹp tần thanh và tần manh manh trước khi đã gặp mặt rồi nhưng hiện giờ tần manh manh đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, bộ dạng khác hẳn khi xưa. Tần Thanh đương nhiên sẽ không liên tưởng đến tới Trương Dương lại hoang đường tới mức dẫn một nữ lang xa lạ tới nơi này. Trương Dương bảo Tần Manh Manh ngồi xuống, thuật qua chuyện của Hà Trường An, về phần thân phận cụ thể của Tần Manh Manh thì vì giấu giếm cô ta. Tần Manh Manh tuy rằng không rõ lắm quan hệ giữa Trương Dương và Tần Thanh, nhưng Trương Dương nếu đã mang cô ta tới đây thì chứng minh Tần Thanh tuyệt đối đáng tín nhiệm ở trong lòng Trương Dương hơn nữa Trương Dương cũng không che giấu chút nào, trực tiếp nói ra chuyện của Hà Trường An. Tần Thanh sau khi nghe xong thì gật đầu nói, vậy đê Hà Tiểu Thư ở tạm chỗ em đi. Tần Manh Manh không chủ động làm quen với Tần Thanh, Tần Thanh chỉ chỉ vào phòng, Hà Tiểu Thư nghỉ ngơi trước đi. Tần Manh Manh nghe ra của cô ta của cô ta là muốn bảo mình tránh đi, giữa cô ta và Trương Dương khẳng định còn có lời muốn nói. Tần Manh Manh gật đầu, đi vào phòng mà Tần Thanh chỉ. Tần Thanh không khỏi có chút u oán nhìn Trương Dương một cái, cô ta chỉ chỉ vào phòng mình rồi đi vào trước. Trương Dương cũng đi vào theo, đóng cửa phòng lại rồi phía sau ôm lấy Tần Thanh, "Thanh, có phải trách anh lo chuyện bao đồng không?" Tần Thanh thở dài, "Em chỉ lo anh lại chút lấy phiền phức thôi." Trương Dương nói, "Ưng ừ, yên tâm, anh tôi sẽ nắm chắc chừng mực, Hà Trường An đối với anh không tệ, hiện tại y gặp nạn, người muốn xuống tay với con gái của y, anh đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến rồi." Tần Thanh nói, trước đây em sao không biết Hà Trường An cái con gái nhỉ? Trương Dương cười nói, kẻ có tiền ai mà không có mấy đứa con riêng? Tần Thanh xoay người nhéo lỗ tai hắn, anh ở bên ngoài có phải cũng có con tư sinh hay không? Trương Đại Quan Nhân xấu hổ ho khan một tiếng, anh còn trẻ như vậy, lại là cán bộ quốc gia, anh phải làm gương chứ, và lại cưới muộn thì đẻ muộn, anh còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con? Thằng ôn này nói những lời trái với lương tâm, dù sao hắn và An Ngữ Thần cũng đã sinh con với nhau rồi, tuy rằng đó là tình huống đặc thù, hoàn toàn là để cứu tính mạng của An Ngữ Thần lựa chọn lựa chọn thụ thai, nhưng thiên tứ quả thật là con hắn, nhớ tới ba chữ con tư sinh, trương đại quan nhân có chút áy náy, là cha mà đến giờ vẫn không thể để con trai quang minh chính đại gặp người khác, thật sự là thất bại. Không ngờ Tần Thanh buồn bã nói, anh còn trẻ, em thì già rồi, qua mấy năm nữa chỉ sợ chẳng sinh nổi con. Tuy rằng Tần Thanh rộng lượng, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh ân ái của Trương Dương và sở yên nhiên trước mặt người khác thì vẫn chịu đả kích. Trương Dương nói, Thanh à, em yên tâm, có anh đây, nhất định sẽ khiến em sinh được con, một đứa không đủ thì chúng ta sinh hai đứa, không được, gen của như vậy ưu tú như vậy nói sao cũng phải sinh lấy bảy tám đứa. Tần Thanh mặt đỏ bừng, đám nhẹ lên vai hắn, năm đó anh làm chủ nhiệm ban sinh đẻ kế hoạch đúng là vô ích mà trương đại quan nhân nói cán bộ ban sinh đẻ kế hoạch đều là đi kế hoạch người khác chứ nào có kế hoạch mình đâu nhìn bờ môi ướt át kiểu diếm của tần thanh thằng cha này cúi đầu xuống hôn hai người môi lưỡi quấn nhau tay của trương dương cũng không chịu nhàn rỗi dở trò sờ mó bí thư tần khiến tần thanh thở hổn hển ý loạn tình mê trong bóng đêm tần thanh ôn nhu nói hay là em bỏ việc từ nay về sau mai danh ẩn tích chuyên tâm sinh con cho anh được không trương đại quan nhân lúc này cũng khó kìm lòng nổi hắn ấn tần thanh lên tường, tóc váy cô ta lên, cực kỳ bá đạo xâm nhập vào cơ thể cô ta, hôn giái tai tần thanh rồi nói anh hiện tại sẽ để em sinh con cho anh. Tần thanh huyền chuyển nói, anh bảo em thế nào em sẽ làm theo thế. Trương đại quan nhân trở lại khách sạn tuệ nguyên thì đã là 4 giờ sáng, bất kỳ ai cũng có lúc xung động, tối nay thanh mỹ nhân có chút khác thường, nhiệt tình cực cao, không ngờ lại chiếm thế chủ động. Trương đại quan nhân cũng bị sự nhu tình của bí thư tần hòa tan, khi sắp ra, Thằng ôn này không dùng nội lực để diệt tinh trùng, cả quá trình đều rất lãng mạn. Hơn nữa tần manh manh lại ở ngay phòng bên cạnh, hai người phải cẩn thận động tính, lại tăng thêm một phần kích thích. Ngây mưa qua đi, trương đại quan nhân trở lại phòng tắm rửa thì mới ý thức được lần này có thể lại sắp tẩu hỏa rồi. Vốn nói sinh con chỉ là nói vui, nhưng không ngờ dưới sự động tình sau cùng lại bất chấp tất cả, không khéo lần này thực sự khiến bụng tần thanh to lên rồi. Trương đại quan nhân nhớ lại cảnh tần thanh tối nay với tần thanh. Khóe môi không khỏi cong lên, khi hắn vốn chuẩn bị ngủ một giấc, nhưng ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trương Dương nhìn đồng hồ, mới là 7 giờ kém 15, người gọi tới là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Bình Hải, thính trưởng giám sát Lưu Diễm Hồng. Trương Dương tới Đông Giang chưa hề gặp mặt Lưu Diễm Hồng, tuy rằng Lưu Diễm Hồng cũng uống rượu mừng của em gái hắn, có điều cô ta tới đinh ra, Lưu Diễm Hồng nói: "Trương Dương à, Trương Dương, cậu sao lại làm như vậy?" Trương đại quan nhân có chút ngái ngủ, chị Lưu, cảm ơn chị. Hắn cho rằng Lưu Diễm Hồng tức giận vì mình không gửi thiệp mời. Lưu Diễm Hồng nói, cậu cảm tạ cái gì? Chị Lưu, chị đừng nóng giận, lát nữa tôi sẽ đưa bánh kẹo cưới tới. Lưu Diễm Hồng tức giận nói, cậu lập tức đến văn phòng của tôi. Trương đại quan nhân trợn trừng mắt lên, lăn xuống giường, hắn lúc này đã hiểu Lưu Diễm Hồng tìm hắn không phải vì chuyện rượu mừng ngày hôm qua. Trương Dương nói, thính trưởng Lưu, chị tìm tôi làm gì? Tôi hình như có mắc lỗi gì đâu." Lưu Diễm Hồng không khách khí với hắn, hắn lập tức cũng thay đổi ngữ khí. Lưu Diễm Hồng nói, "Cậu đừng có lắm lời, hiện tại ngay lập tức tới văn phòng của tôi." Cô ta nói xong liền gác máy. Trương Dương nghe ra ngữ khí của Lưu Diễm Hồng rất ác liệt, tuyệt đối không phải là nói đùa với mình, hắn đứng dậy đi tắm rửa, thay quần áo, lại gọi điện thoại cho Tần Thanh, xác định chỗ cô ta không có gì dị thường thì mới ra khỏi cửa khi ra khỏi cửa thì gặp kỳ sơn vừa hay bảo kỳ sơn lái xe đưa hắn tới ủy ban kỳ luật tỉnh khi trương dương tới văn phòng của lưu diễm hồng thì vẫn chưa tới giờ làm lưu diễm hồng ngồi trong văn phòng tức giận nhìn chằm chằm ra ngoài cửa trương dương cười ha ha đi vào ngồi xuống ghế đối diện với lưu diễm hồng lưu diễm hồng tức giận nói ai cho cậu ngồi đứng đó cho tôi trương dương nhìn thấy bộ dạng này của lưu diễm hồng đoán rằng chắc là không có đại sự gì hắn bắt đầu cợt nhà thính trưởng lưu nghiêm túc thế hôm nay không phải muốn xong quy tôi chứ nếu thực sự muốn xong quy tôi thì để tôi gọi điện thoại về cho người nhà mang mấy bộ y phục đến còn thay lưu diễm hồng nói tối hôm qua cậu đi đâu vậy trương dương nói à tôi uống say chẳng nhớ mình đã đi đâu nữa lưu diễm hồng gật đầu nói đừng có dở trò với tôi cậu cho rằng mình thông minh lắm à có thể qua được mắt mọi người ư trương dương nói thính trưởng lưu chúng ta có gì thì nói rõ ra đi tôi hôm qua uống say quá tới giờ đầu óc vẫn ong ong chẳng có chút linh quang nào cả lưu diễm hồng nói tối hôm qua cậu có phải đi qua đường tiêu tương không trương dương ngẩn ra xem ra mình ngày hôm qua tuy rằng rất cẩn thận nhưng vẫn bị người khác theo dõi có điều khi hắn dẫn tần manh manh rời khỏi thì chắc là không có ai phát hiện trương dương nói thực sự là không nhớ được tôi uống say sau đó ra ngoài tản bộ khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường của khách sạn vệ nguyên Thời gian ở giữa thì tôi chịu không nhớ. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng có giả bộ hồ đồ với tôi, Hà Trường An bị cơ quan kiểm sát khống chế cậu biết không? Trương Dương gật đầu nói, cái này thì tôi biết, nhưng y bị khống chế thì có liên quan gì tới tôi? Lưu Diễm Hồng nói, không liên quan tới cậu ư, cậu tới chỗ con gái y làm gì? Trương đại quan nhân giả vờ kinh ngạc nói, con gái? Hà Trường An còn có con gái ư? Lưu Diễm Hồng nhìn thấy thằng cha này đến hiện tại vẫn còn giả vờ giả vịt, liền mở ngăn kéo, rút ra một sấp nhả, Trương Dương dướn lên nhìn, bên trên có mấy bức ảnh của hắn, đa số đều là ảnh của tần manh manh, có điều không có ảnh của tối hôm qua, đều là chụp lén cảnh hắn lần đầu tiên tới đường tiêu tương, Trương Dương nói, người này nhìn qua thì cũng hơi giống tôi. Trường 1768, tài khoản trong sạch một Lưu Diễm Hồng thật sự là không chịu nổi hắn, nhìn Trương Dương rồi nói, hơi giống cậu ư, căn bản chính cậu." Trương Dương cười nói, trên đời này người giống người nhiều lắm, chị đã gặp Nguyên Hòa hạnh tử chưa, bộ dạng của cô ta và giai đồng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng chị không thể nói cô ta chính là giai đồng, đương nhiên thính trưởng Lưu, nếu chị nhận thức cho rằng người này chính là tôi thì tôi cũng chỉ có thể thừa nhận, thật ra tôi có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, dù sao ủy ban kỷ luật các chị muốn bắt một thằng quan tép diêu như tôi thì căn bản không cần chứng cứ lưu diễm hồng tức giận nói cậu là nói tôi vu hãm cậu tôi nói cho cậu biết nhé trương dương cơ quan kiểm sát đã theo dõi hà trường an từ lâu rồi phía kiểm tra kỷ luật đông giang chúng tôi nhận được thông chi yêu cầu chúng tôi phối hợp công tác một hạng nhiệm vụ trong đó chính là giám thị đường tiêu tương cô gái trong ảnh này cậu chắc biết chứ hả trương đại quan nhân lắc đầu nói không biết chưa từng gặp bao giờ lưu diễm hồng nói cô ta tên là hà vũ mông là con gái tư sinh của hà trường an trước đây một mực không có tư liệu về người này từ năm ngoái hà trường an bắt đầu tỏi ra đứa con gái tư sinh này hơn nữa y đã chuyển đa số tài sản của mình sang tên của cô ta trương dương nói tôi thật sự không biết hà vũ mông tôi nếu nói dối thì trời giáng thiên lôi đánh chết tôi thằng cha này lần này không nói dối hắn là quen tần manh manh căn bản không biết hà vũ mông lưu diễm hồng nói không có chứng cớ thì tôi lại đi tìm cậu à người tận mắt nhìn thấy cậu đi vào đường tiêu tương hơn nữa không chỉ một lần. Trương Dương nói, thính trưởng Lưu, chị nếu cho rằng như vậy thì tôi cũng đành chịu thôi, cho dù tôi thực sự đi qua đường tiêu tương, chắc gì đã có nghĩa là tôi phạm tội, Hà Vũ Mông mà chị nói đã phạm tôi gì ư. Lưu Diễm Hồng lắc đầu, cô ta tuy rằng không phạm tội, nhưng Hà Trường An có vấn đề, cô ta giúp di rời tài sản, rất khó nói cô ta không vi phạm pháp luật. Trương Dương nói, vẫn là có lẽ có thôi, thính trưởng Lưu, tôi trịnh trọng thanh minh, Thứ nhất tôi không đi qua đường Tiêu Tương, thứ hai, tôi cũng không biết Hà Vũ Mông nào cả, ai bảo tôi quen vị Hà tiểu thư này, chị lôi hắn ra đối chất với tôi, hay là chị tìm ra Hà Vũ Mông cũng được, xem chúng ta chúng tôi có quen nhau không, tôi nói này Thính trưởng Lưu, chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, trước đây tôi luôn coi chị như chị gái mình, có chuyện tốt đều nghĩ tới chị đầu tiên, nhưng chị thì ngược lại, chuyện tốt thì không nghĩ đến tôi. Lúc xuất lực mới nghĩ đến tôi, hiện tại gặp chuyện xui cũng kéo tôi vào đầu tiên. Chị coi tôi là cái thùng rác à? Lưu Diễm Hồng nói, cậu cho rằng tôi muốn hại cậu. Nếu không phải là tôi cố áp chế chuyện này thì cơ quan kiểm sát đã sớm tìm cậu nói chuyện rồi. Trương Dương nói, nói chuyện thì nói chuyện, ai dám vô hãm tôi, xem tôi có vả vỡ miệng hắn ra không? Lưu Diễm Hồng tức giận nói, làm càn. Lời này của Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là nhắm vào cô ta, thằng cha này cũng hiểu được Lưu Diễm Hồng đối với hắn tuyệt đối là thủ hạ lưu tình hắn hắc hắc cười nói chị, tôi cũng không phải nói chị, chị sao phải tức. Lưu Diễm Hồng nói, có người đã nói chắc chắn, cậu tối hôm qua có tới đường tiêu tương, hơn nữa sau khi cậu đi thì Hà Vũ Mông mất tích cùng với cậu. Trương Dương lần này bắt được cớ rồi, thính trưởng Lưu, chị không thấy những lời này của chị rất là mâu thuẫn ư. Tôi làm sao mà mất tích, tối hôm qua tôi chẳng đi đâu cả, một mực ngủ ở tuệ nguyên, ai nói tôi mất tích. Hà Vũ Mông này mất tích thì có liên quan gì tới tôi? nếu tùy tiện một người mất tích tôi cũng phải chịu trách nhiệm, chỉ sợ tôi có bị xong quy 800 lần cũng không trừ được tội nghiệt. Thằng cha này đã quyết định chủ ý, chuyện hôm nay nhất định phải đánh chết cũng không thừa nhận. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng có mở miệng ra là xong quy, ngậm miệng lại là xong quy, chuyện của Hà Trường An cậu tốt nhất đừng có núng vào, có phiền toái người khác thì đều trốn còn không kịp, chưa từng gặp ai cứ lao vào như cậu. Trương Dương nói, thính trưởng Lưu, dù sao tôi cũng dính vào rồi, muốn đánh muốn giết gì thì tùy chị. Lưu Diễm Hồng ném tập ảnh cho hắn, đừng để tôi tìm ra chứng cứ. Trương Dương trên mặt vui như nở hoa, Lưu Diễm Hồng quả nhiên vẫn bảo vệ hắn. Thằng cha này cất ảnh đi, sau đó ngồi xuống đối diện Lưu Diễm Hồng, ghé vào bàn làm việc của cô ta rồi thấp giọng hỏi, Hà Trường An rốt cuộc phạm vào tội gì? Lưu Diễm Hồng nói, cậu đúng là có đánh chết cũng không đổi tính, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là cấp trên cha y, cậu tốt nhất đừng có dính dáng gì về kinh tế với y, bằng không thì không ai bảo vệ được cậu đâu. Trương Dương nói, nếu nói tới qua lại kinh tế thì cũng có đấy, tôi từng viết một bức tranh chữ, bị hắn bỏ 200 vạn mua rồi. Lưu Diễm Hồng trợn mắt há hốc miệng nói, cậu nhận của hắn 200 vạn ư. Trương Dương nói, thính trưởng Lưu, chị nghĩ tôi ngốc lắm à, 200 vạn đó đã quyên cho quỹ từ thiện của thiên chỉ tiên sinh, tôi không nhận xu nào. Lưu Diễm Hồng nói, coi như cậu thông minh, Cậu nhớ kỹ cho tôi, quan hệ với thương nhân nhất định phải nắm chắc nguyên tắc, trong kinh tế tuyệt đối không được qua lại, phải vạch rõ giới hạn, đừng tưởng rằng có thể qua được mắt người khác, không xảy ra chuyện thì thôi, một khi xảy ra chuyện, trước đây cho dù chỉ là giao tình một chén rượu cũng có thể đào cậu ra, cậu có tin không? Trương Dương nói tin, chị Lưu, tôi thấy hay là tạm thời đừng song quy tôi, bằng không tôi sẽ khai ra tất cả chuyện chúng ta uống rượu với nhau. Lưu Diễm Hồng thật sự là bất lực với thằng Ôn này mày liễu dựng thẳng nói cút trương đại quan nhân cũng chẳng muốn ở lại đây thính giám sát của ủy ban kỷ luật cũng không phải là nơi tốt đẹp gì hắn đứng dậy muốn đi thì lại bị lưu diễm hồng gọi lại lưu diễm hồng nói cậu đứng lại đó cho tôi trương dương cười khổ nói chị lưu chị ruột của tôi ơi chị còn có việc gì muốn phân phó lưu diễm hồng nói cậu lần này bày tiệc rượu nhận không ít tiền nhỉ trương dương nói chị lưu vốn chỉ là chuyện rất bình thường mà chị lại nói tôi như tham quan ô lại vậy tài khoản của tôi không phải đã mời đồng chí của ủy ban kỷ luật giám sát rồi sao người còn là do chị phái tới mà lưu diễm hồng nói cậu định xử lý chỗ tiền này như thế nào trương dương nói trả lại đi lưu diễm hồng nói hay là thế này đi cậu nếu trả lại từng người thì cũng không hợp lý tôi giúp cậu mở một tài khoản sau này nếu còn có chuyện kiểu như vậy nữa thì cậu cứ gửi hết vào đó trương dương nói được có điều tôi vẫn có một vấn đề nếu sau này người trong nhà có việc hiếu hỉ gì tôi có thể sử dụng tiền trong tài khoản này không lưu diễm hồng nói vậy thì phải báo cáo trước nếu tổ chức điều tra ra quả thực không có vấn đề gì thì cậu có thể sử dụng trương dương nói chị đừng có phiền toái như vậy được không hiệu suất làm việc của tổ chức tôi rõ lắm chờ mấy người phát tiền xuống thì thức ăn đã lạnh rồi tôi á thấy thà trả lại chỗ tiền không nên cầm cho người ta dẫu sao thì tôi cũng báo cáo với tổ chức rồi, chị cũng chẳng việc gì phải mở tài khoản liêm chính cho tôi làm gì, chỗ tiền này tôi đằng nào cũng không dùng được. Lưu Diễm Hồng lại nói, dùng chứ, cho dù hiện tại không cần thì về sau cũng nhất định cần dùng, cậu hiện tại là bí thư thị ủy Tân Hải, về sau người tặng lễ cho cậu khẳng định không ít. Trương Dương nói, chị Lưu, chị có ý gì? Chị không tin vào giác ngộ cách mạng của tôi ư? Hoài nghi nguyên tắc đảng tính của tôi ư? Lưu Diễm Hồng nói, tôi không phải là hoài nghi cậu, giữ lại một tài khoản trong sạch đối với cậu chỉ có lợi thôi. Trương Dương nói, tùy chị, nói chung là chuyện lần này cứ làm theo ý chị. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là để ý tới chỗ tiền mừng này, bản ý của hắn là không định thu, sau khi báo cáo với Ủy ban kỷ luật thì trả lại cho từng người, nếu thật sự bỏ chỗ tiền này vào trong tài khoản trong sạch, chỉ cần trình tự phê duyệt của tổ chức thôi cũng khiến hắn to cả đầu rồi trương dương rời khỏi ủy ban kỷ luật một cách hữu kinh vô hiểm tới hoa viện của trụ sở tỉnh ủy hắn lại gọi điện thoại cho tần thanh tần thanh cũng cảm thấy được hắn đang lo lắng nói khẽ yên tâm đi em vừa mới đi làm cô ta vẫn ổn trương dương nói chuyện này có chút phiền phức có chút phiền phức chuyện của hà trường an đã liên lụy tới cô ta tần thanh nói anh có phải đã gặp chuyện gì rồi hay không trương dương nói không có chuyện gì cả hắn sợ tần thanh lo lắng cho nên là đem chuyện lưu diễm hồng tìm hắn nói cho cô ta biết tần thanh nói anh làm việc gì cũng nhún nhường một chút cố gắng đừng dính vào phiền phức trương dương gật đầu nói mấy ngày nay cứ để cô ta ở đó không được đi dâu cả cũng không được liên hệ với bất kỳ ai tần thanh cười nói biết rồi có điều em nói cô ta chưa chắc đã chịu nghe trương dương nói được rồi để anh gọi cho cô ta tần manh manh quả nhiên nghe lời Thủy Trung đều thành thành thật thật ở trong nhà của Tần Thanh, tối hôm qua sau khi rời khỏi đường tiêu tương, cô ta liền nghe theo an bài của Trương Dương, tắt điện thoại di động, ngắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, nhìn thấy điện thoại trong nhà báo có người gọi tới, xác định là điện thoại của Trương Dương, cô ta mới nhấc lên nghe, sau khi nghe thấy giọng nói của Trương Dương Tần manh manh mới thở phào nhẹ nhóm, nói khẽ, đại ca. Trương 1769, tài khoản trong sạch 2. Trương Dương nói, bọn họ đang theo dõi em, em tốt nhất thành thành thật thật ở lại đó, đừng đi đâu cả. Tần manh manh nói, có tin tức của Hà Tiên sinh không? Trương Dương nói, tạm thời chưa có, có điều tình cảnh của em cũng có chút không ổn, trước khi anh tìm được biện pháp thì em cứ ở lại đó, chị Thanh sẽ chiếu cố cho em. Tần manh manh nói, em tắt điện thoại di động rồi, Phù Đông Xuyên không tìm thấy em, vạn nhất hắn có tin tức của Hà Tiên Sinh thì cũng không liên hệ được với em trương dương nói tên đó không phải là hạng tốt lành gì em nhất định phải chấn định mẹ nuôi của anh đã nói chuyện của hà tiên sinh sẽ không quá lớn cha nuôi của anh sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp tần manh manh bất lực nói sớm biết như vậy thì em không nên để ông ta trở về trương dương nói chuyện đã xảy ra rồi hối hận cũng vô dụng em yên tâm đi chuyện rất nhanh sẽ có manh mối trương dương dập máy nhìn thấy xa xa có người đang nhìn mình chính là phó bí thư thị ủy tưởng hồng cương Hắn vừa hay đến tỉnh ủy làm việc, không ngờ gặp Trương Dương ở đây. Trương Dương cười cười đi tới chỗ hắn, "Bí thư Tưởng, sao lại là ngài?" Tưởng Hồng Cương cười nói, "Tôi đến tìm Bí thư Tống, hẹn gặp mặt vào 10 giờ." Trương Dương nhìn đồng hồ, mới 8 giờ rưỡi, Tưởng Hồng Cương cũng thích cực thật, tới trước cả tiếng rưỡi để đợi được Triệu Kiến. Tưởng Hồng Cương buột miệng nói ra thời gian, không khỏi có chút hối hận, tuy rằng Trương Dương không phải là người ngoài, nhưng hắn cũng không nên biểu lộ ra tâm tính sợ hãi khi mình gặp mặt bí thư tỉnh ủy. Trương Dương nói, tìm ông ta có chuyện gì? Tưởng Hồng Cương cười nói, còn không phải là vì chuyện khu bảo lưu thuế nhập khẩu của các anh ư? Tài chính mà tỉnh lý đáp ứng đến bây giờ vẫn chưa phát xuống, bí thư hạng bảo tôi lần này tới để câu thông với tỉnh lý một chút, xem đến bao giờ thì khoản tiền đó được phát xuống. Trương Dương chào phúng nói, bí thư hạng từ lúc nào trở nên quan tâm tới chuyện của khu bảo lưu thuế nhập khẩu như vậy thế? Tưởng Hồng Cương tuy rằng trong lòng cũng không có hào cảm gì với hạng thành, nhưng ở ngoài mặt vẫn phải dối trá một phen, khu bảo lưu thuế nhập khẩu cũng là một bộ phận của Bắc Cảng, bí thư hạng vẫn rất quan tâm tới công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương mắng thầm tưởng Hồng Cương dối trá, phóng mắt khắp toàn bộ Bắc Cảng, chỉ sợ không ai hận hạng thành hơn hắn, giữa Trương Dương và hạng thành chỉ là không hợp chính kiến, mà giữa tưởng Hồng Cương và hạng thành lại là tranh đấu quyền lực, mọi người đều rõ, hạng thành xem trọng người nối nghiệp là cung hoàn sơn, chỉ cần lý do này thôi đã đủ để tưởng Hồng Cương hận hạng thành tới hấu xương. Tưởng Hồng Cương nói, Trương Dương, anh cũng đến tỉnh ủy làm việc à? Trương Dương nói, có chút việc nhỏ thôi. Tưởng Hồng Cương nói, hay là anh cùng tôi tới chỗ Bí Thư Tống đi, vừa hay có thể báo cáo công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu với Bí Thư Tống. Trương Dương cười thầm trong lòng, tưởng Hồng Cương này cũng thú vị thật, đi gặp lãnh đạo còn muốn dẫn theo người, có điều hắn ngẫm lại lập tức minh bạch dụng ý của tưởng hồng cương trong mắt tống hoài minh phó bí thư cấp thành phố như tưởng hồng cương tất nhiên không tính là nhân vật quan trọng gì mục đích tưởng hồng cương gặp tống hoài minh chỉ có một đó chính là trèo kéo quan hệ với lãnh đạo tăng cường ấn tượng của bí thư tỉnh ủy đối với hắn nhưng muốn đạt được hiệu quả chỉ bằng vào loại bái phỏng vì việc công này là không đủ tưởng hồng cương kéo hắn đi cùng là muốn phủ lên một sắc thái khác thật ra tưởng hồng cương trước khi đến đông giang đã muốn thông qua trương dương dẫn kiến tới nhà của tống hoài minh nhưng trương dương mấy ngày nay bận việc hôn nhân của em gái tưởng hồng cương cũng ngại mở miệng lần này hắn và tống hoài minh gặp mặt vẫn là lão bạn học quách thụy dương thông qua thư ký trung bồi nguyên của tống hoài minh an bài ít nhiều có chút bỏ gần tìm xa không ngờ lại ở trụ sở tỉnh ủy gặp trương dương tưởng hồng cương lập tức cảm thấy lần này có thể là cơ hội tốt mà trời cao an bài cho nên đề xuất muốn trương dương cùng đi Trương Dương nghĩ nghĩ, tưởng Hồng Cương nếu đã đề xuất, mình cũng không tiện từ chối, nhưng hiện tại mới 8 giờ rưỡi, nếu thật sự cùng hắn đợi Tống Hoài Minh Tống Hoài Minh thì phải ở đây thêm một tiếng rưỡi đồng hồ, Trương Đại Quan Nhân cũng không có tính nhẫn nại như vậy, hắn cầm trực tiếp gọi cho Trung Bồi Nguyên, đây không phải là Trương Dương không thể trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, bởi vì hiện tại là thời gian làm việc, hắn cũng không biết Tống Hoài Minh có đang bận gì không, cứ hỏi Trung Bồi Nguyên một tiếng trước hắn tốt hơn. Trung bồi nguyên nghe nói Trương Dương muốn tìm Tống Hoài Minh, y bảo Trương Dương chờ một lát, chỉ chốc lát sau liền nói với Trương Dương là đi đi, bí thư Tống vừa mới trở lại văn phòng, hiện tại đang có thời gian. Tưởng Hồng Cương đứng bên cạnh nghe Trương Dương gọi điện thoại cho Trung Bồi Nguyên, gọi điện thoại xong là lập tức được Tống Hoài Minh truyền triệu, vừa hâm mộ lại có chút do dự, hắn không ngờ Trương Dương làm việc nhanh gọn như vậy, vốn muốn gọi Trương Dương cùng đi gặp Tống Hoài Minh là chỉ muốn thông qua Trương Dương để kéo gần quan hệ với Tống Hoài Minh, cũng không phải là muốn gặp tống hoài minh trước nếu hắn hiện tại đi thì ngược lại biến thành hắn đi theo trương dương hơn nữa trung bồi nguyên trước đó đã an bài cho hắn gặp mà tống hoài minh sẽ có cảm tưởng thế nào có thể cảm thấy khó chịu vì hắn làm việc không dựa theo quy củ hay không trương dương nói đi thôi bí thư tống vừa hay đang rảnh chúng ta đi nào tưởng hồng cương trong thời gian này đã cân nhắc kỹ lợi hại hắn lắc đầu nói trương dương tôi không thể tới vào lúc này được Trương Dương nói, "Sao? Anh thực sự là định đợi ở đây tới 10 giờ ư?" Mặt Tưởng Hồng Cương nóng lên, ở Bắc Cảng hắn còn miễn cưỡng được tính là cá nhân, nhưng ở tỉnh lý, hắn căn bản chính là tiểu nhân vật không quan trọng, thậm chí còn không bằng Trương Dương, cái khác không nói, ngay cả nhìn thấy thư ký trung bồi nguyên của Tống Hoài Minh hắn cũng phải cười bồi rồi. Tưởng Hồng Cương nói, "Tôi không phải muốn đợi tới 10 giờ, tôi 9 giờ còn phải tới chỗ tỉnh trưởng Chu một chuyến, lần trước y tới Bắc Cảng có chút bất mãn với an bài của thị lý, bí thư hạng muốn tôi đến giải thích một chút. Nói như vậy ít nhiều có chút ý tứ tự rát vàng lên mặt mình. Hắn và Chu Hưng Dân căn bản không hẹn gặp mặt hôm nay, sau khi hắn tới Đông Giang căn bản không gặp Chu Hưng Dân. Trương Dương vừa nghe vậy thì biết là hắn nói dối, Tưởng Hồng Cương cũng không phải là kẻ ngốc, không thể an bài thời gian gặp hai vị lãnh đạo tỉnh sát nhau như vậy, tới chỗ lãnh đạo anh biết được lãnh đạo sẽ nói chuyện với anh bao lâu ư? người ta không có ý đuổi anh đi thì anh dám bỏ đi ư. Có thể được triệu kiến đã là không dễ dàng rồi, tưởng Hồng Cương 89 phần 10 là đặc biệt chuẩn bị cả thời gian buổi sáng để gặp Tống Hoài Minh, Trương Dương cũng không vạch trần, gật đầu nói, không ngờ an bài nhật trình của bí thư tưởng dày đặc như vậy, thế tôi đi trước. Tưởng Hồng Cương cười nói, anh đi trước đi, anh đi trước đi, chúng ta ai làm việc nấy, buổi trưa có rảnh thì cùng nhau đi ăn cơm. Trương Dương nói, buổi trưa thì không được, tôi đã đáp ứng yên nhiên tới nhà cô ta ăn cơm rồi trương đại quan nhân cũng nói dối hai ngày này sở yên nhiên cho hắn nghỉ căn bản không nhắc tới chuyện phải tới nhà cô ta ăn cơm tưởng hồng cương nói vậy khi nào anh rảnh thì gọi điện thoại cho tôi dù sao mấy ngày này tôi cũng không rời khỏi đông giang hai chúng ta cùng nhau uống một trận nói một số lời chi tâm tôi muốn nói chuyện với anh trương dương nói được bí thư tưởng tôi có thời gian sẽ chủ động hẹn anh lần này anh từ xa tới đây ủng hộ tôi, tôi còn chưa cảm tạ anh. Tưởng Hồng Cương cười một tiếng, xua tay nói, mau đi đi, đừng để bí thư tống chờ lâu. Bất kể có gặp tưởng Hồng Cương hay không, Trương Dương cũng định tới chỗ tống Hoài Minh một chuyến, Lưu Diễm Hồng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới mình. Trương Dương lo lắng chuyện mà Lưu Diễm Hồng biết thì Tống Hoài Minh cũng biết, dù sao quan hệ của hai người bọn họ cũng không bình thường. Trương Đại Quan Nhân luôn cảm thấy Lưu Diễm Hồng là hồng nhan của Tống Hoài Minh, quan hệ giữa hai người có chút không minh bạch, tuy rằng hắn tin Tống Hoài Minh khẳng định sẽ không có thứ gì có tính thực chất với Lưu Diễm Hồng. Nhưng hắn vẫn cho rằng giữa Tống Hoài Minh và Lưu Diễm Hồng có gì đó ám muội. Trong mắt trương đại quan nhân, quan hệ bằng hữu chân chính giữa nam nữ rất đáng quý, cái gì gọi là quý. Vật lấy hiếm làm quý, ít nhất thì đối với hắn, giữa nam nữ trở thành bằng hữu bình thường đã ít lại càng ít, cho dù là tối hôm qua khi tiếp xúc thân mật với tần manh manh, Tim thằng cha này cũng nhộn nhạo vài lần. Nhớ lại, Trương Đại Quan Nhân vẫn tự trách vì cảm giác đó, cô ta là em gái của mình, Trương Dương à, Trương Dương, mày không thể thuần khiết một chút ư? Trương Đại Quan Nhân rất biết tìm cớ cho mình, đấy là bản tính sai khiến, mình là là nam nhân, gặp con gái xinh đẹp nói sao cũng phải có chút phản ứng chứ, bằng không thì mình thành không bình thường rồi. Nam nhân xung động vài lần như vậy là rất bình thường, luôn luôn không khống chế được xung động của mình mới là không bình thường từ điểm này mà nói, mình vẫn là một đồng chí tốt rất bình thường. chương 1770, tài khoản trong sạch ba Trương Dương đi thang máy tới tầng 9, đặc biệt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy tưởng Hồng Cương vẫn đang đi đi lại lại bên dưới, nghĩ lại cũng buồn cười, thằng cha này nói dối thì cũng phải nói cho lò tai một chút, anh nói đi gặp tỉnh trưởng Chu, tốt xấu gì cũng đi xa chút chứ. Thật ra cũng không trách được tưởng Hồng Cương, hắn cũng đã cân nhắc tới rồi, cũng rời khỏi hoa viên, nhưng vị trí mà Trương Dương tới là tầng 9, đứng cao nhìn ra, tưởng Hồng Cương vẫn không rời khỏi được phạm vi tầm mắt của hắn. Trương Dương lắc đầu, đa số quan viên đều dối trá như vậy, tưởng Hồng Cương là người dù chết cũng phải sĩ diện. Thằng cha này rung đùi đắc ý tới bên ngoài văn phòng của bí thư tỉnh ủy, Trung Bồi Nguyên đã đứng ở cửa chờ hắn, cười nói Trương Dương, tới nhanh thế. Trương Dương cười nói tôi đang đi ở trong sân mà. Trung Bồi Nguyên cũng không nói nhiều, nhìn thoáng vào bên trong rồi nói, bí thư Tống đang ở bên trong. Trương Dương lần này tới mang theo tính chất thử hư thực, hắn kiên trì cho rằng, nếu Lưu Diễm Hồng biết chuyện của Hà Trường An, Tống Hoài Minh chắc cũng biết, thông qua lần gặp mặt này, hắn muốn thử một chút xem Tống Hoài Minh rốt cuộc biết được bao nhiêu. Vẻ mặt của Tống Hoài Minh không hề lộ ra bất kỳ vẻ phẫn nộ và không vui nào, trên thực tế đến loại cấp bậc của y, rất khó từ bề ngoài nhìn ra được hỉ nộ ái ố, đây là sự nội liếm thâm trầm của lãnh đạo, sự nội liếm thâm trầm của Tống Hoài Minh một nửa là tu luyện, một nửa là trời sinh, trương đại quan nhân gần đây cũng thường xuyên chơi trò thâm trầm, có điều thằng cha này tất cả là tu luyện hậu thiên, chẳng những người khác nhìn thấy không được tự nhiên, ngay cả chính hắn cũng thấy không được tự nhiên. Tống Hoài Minh nói, tới sớm như vậy làm gì? Trương Dương cười nói, vừa tới chỗ thính trưởng lưu của thính giám sát để báo cáo. Nói xong câu đó, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tống Hoài Minh, vẻ mặt của Tống Hoài Minh vẫn rất thản nhiên, à một tiếng rồi nói cô ta tìm cậu để làm gì. Trương Dương bắt đầu tin chuyện liên quan tới đường tiêu tương Lưu Diễm Hồng không hề nói ra ngoài, thực sự là bí mật giữa bọn họ, Trương Dương cười nói còn không phải là bởi vì chuyện tiệc cưới ư. Tống Hoài Minh ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Dương, ngồi đi, cậu đứng đó làm gì? Trương Dương nghe thấy y lên tiếng, lúc này mới kéo ghế xoay ngồi xuống đối diện Tống Hoài Minh, phóng mắt khắp tỉnh Bình Hải, người can đảm mặt đối mặt cùng ngồi cùng ăn với bí thư Tống cũng không nhiều lắm. Tống Hoài Minh nói, tôi cũng nghe nói, ngày hôm qua cậu làm lớn lắm, hình như quan viên Phú Thương Bắc Cảng Tân Hải tới cổ động cho cậu không ít, một bí thư huyện ủy nho nhỏ nhưng mặt mũi lại không nhỏ. Trương Dương cười cười sửa lại, Tân Hải đã bỏ huyện lập thành phố rồi. Tống Hoài Minh không khỏi mỉm cười. Y đương nhiên biết nguyên nhân thằng Ôn này cố ý sửa lại không phải để ý tới xưng hô bí thư huyện ủy hay là bí thư thị ủy, Trương Dương là muốn mượn câu này để chọc cười Tống Hoài Minh, tôi nói sai rồi, cậu là bí thư thị ủy, cấp bậc không thấp. Trương đại quan nhân nghe thấy hai chữ cấp bậc thì lập tức thở dài, còn không phải vẫn là cán bộ cấp ban huyện ư? Tống Hoài Minh nói, loại tư tưởng này của cậu là không đúng đâu, cấp ban huyện thì sao? Cậu mới có bao lớn, còn trẻ đã lên tới vị trí này. Cậu nên cân nhắc làm sao để làm tốt công tác, làm ra được thành tích công tác xứng đáng với chức vị này, tôi đã giáo dục cậu không ít lần, thằng nhóc cậu vẫn cứ chăm chú nhìn vào quan chức, sao chẳng tiến bộ chút nào vậy?" Trương Dương nói, "Đó là bởi vì chú Tống yêu cầu tôi quá cao, kỳ thực rất nhiều người đều nói tôi tiến bộ rồi." Hắn nhìn ra tâm tình của Tống Hoài Minh hôm nay khá tốt, cho nên nói chuyện cũng lớn gan một chút. Tống Hoài Minh nói, bị cậu nói nhăng nói cuội, làm tôi quên mất cả chủ đề rồi. Trương Dương cười nói, cho nên nói tôi tiến bộ rồi, có thể dẫn ngài đi lạc đề. Tống Hoài Minh mỉm cười, nói tiếp chuyện vừa rồi đi, Thính trưởng Lưu tìm anh cậu có việc gì? Trương Dương nói, ngày hôm qua không ít người tặng quà, cho nên tôi thông qua Thính trưởng Lưu, vận dụng hai vị đồng chí của ủy ban kỷ luật tới hỗ trợ, tiến hành công tác thống kê rõ ràng tất cả quà tặng, nhờ ủy ban kỷ luật làm một bản báo cáo. Tống Hoài Minh gật đầu, rất tốt, người trẻ tuổi làm việc nên phòng ngừa chu đáo cân nhắc chu toàn một chút. Trương Dương nói, hôm nay thính trưởng Lưu gọi tôi đến là cho tôi một đề nghị, cô ta nói muốn giúp tôi mở một tài khoản trong sạch, để tôi bỏ hết chỗ tiền này vào tài khoản này. Tống Hoài Minh nói, cô ta cân nhắc như vậy cũng đúng, là đang giúp cậu đó. Trương Dương nói, nhưng tôi cảm thấy rất phiền toái, ngài ngẫm lại xem, chỗ tiền này tôi không đút vào túi mình, tôi cũng đã báo cáo với ủy ban kỷ luật, kế tiếp tôi còn muốn trả về, nhà ai mà không có việc hiếu kỷ, bên tôi làm hỉ sự người ta tới, đợi người ta có việc tôi sẽ trả lại, nhưng nếu tiền vào tài khoản đó rồi, tôi muốn dùng một xu nào cũng phải đợi được phê chuẩn, thủ tục thủ tục phiền phức lắm. Tống Hoài Minh nói, cậu sợ phi ê phức thì trả toàn bộ chỗ tiền mừng lại đi. Trương Dương nói, có chỗ có thể trả, có chỗ không thể trả, tiền mà đám anh em tặng tôi, tôi nếu trả lại thì người ta nói tôi khinh họ, nói tôi làm quan rồi thì lục thân không nhận, để bày tỏ sự thanh liêm của mình, thì tạ tuyệt tất cả qua lại nhân tình, Ngài hôm qua còn tặng phong bì cho bí thư Đinh, y có cần trả lại cho ngài không? Tống Hoài Minh trong nhất thời không ngờ bị hắn hỏi cho nghẹn lời. Có điều Tống Hoài Minh rất nhanh liền cười nói, sao có thể trả lại được, đó là qua lại bình thường giữa đồng sự. Trương Dương nói, bình thường và không bình thường rất khó giới định, tóm lại, tôi khẳng định không bỏ chỗ tiền này vào túi mình, cái không thể nhận tôi sẽ trả, cái không thể trả tôi sẽ bỏ vào một tài khoản, có thể để ủy ban kỷ luật giám thị nhưng khi tôi cần không muốn phải đợi tổ chức phê chuẩn tống hoài minh đối với việc này cũng nhìn rất thoáng y cười nói cậu muốn thế nào cũng được cậu trước chuyện đã nghĩ tới báo cáo với ủy ban kỷ luật chứng minh đầu óc của cậu rất tỉnh táo tôi tin cậu sẽ không bị té ngã trên phương diện này đúng rồi mẹ nuôi của cậu sao đi vội thế sao cậu không giữ bà ta lại đông giang thêm vài ngày trương dương cố ý nói bà ta nói phải về nhà thăm cô đúng rồi tâm tình của bà ta không tốt lắm nghe nói hà trường an bị cơ quan kiểm sát bắt mẹ nuôi và y là bằng hữu mấy chục năm mà tống hoài minh không khỏi nhíu mày chuyện của hà trường an có liên quan gì tới cậu trương dương lắc đầu không liên quan có điều y trước giờ đối với tôi không tồi lần này còn đặc biệt tới đông giang uống rượu mừng của em gái tôi sao đột nhiên lại mất tích tống hoài minh nói tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm chỉ nghe nói y có liên quan tới phạm tội thương nghiệp trương dương về sau cậu kết giao với thương nhân nhất định phải nắm chắc đúng mực quan viên và thương nhân không thể không giao tiếp nhưng phải bảo trì khoảng cách đi lại gần quá khẳng định sẽ gặp phải phiền toái trương dương nói chú tống yên tâm tôi biết nên làm như thế nào tống hoài minh nói biết nên làm như thế nào ư ừ. tôi thấy chưa chắc đâu lần này cậu bày tiệc rượu ở tuệ nguyên đều là kỳ sơn an bài giúp cậu trương dương nói tôi là thật sự không tìm được chỗ cho nên mới nhờ hắn giúp Tôi cũng không phải ăn không của hắn, hôm nay sẽ về thanh toán cho hắn." Tống Hoài Minh nói, chuyện tài khoản không thể làm hồ đồ được, phải tính toán rõ ràng, còn nữa, danh tiếng của Kỳ Sơn đó hình như không tốt lắm, cậu và hắn đừng đi lại quá thân cận." Trương Dương dự đoán được nhất định là Vinh Bằng phi đã nói gì đó trước mặt Tống Hoài Minh, đương nhiên Vinh Bằng phi không thể nói xấu mình, nhưng đối với Kỳ Sơn Vinh Bằng phi khẳng định sẽ không nói tốt gì. Trương Dương nói, tôi và hắn cũng chỉ là quan hệ qua loa thôi. Tống Hoài Minh nói cậu định ở Đông Giang bao lâu? Phía Tân Hải vắng cậu có được không đó? Trương Dương nói tôi chuẩn bị ngày kia sẽ về, yên nhiên và bà ngoại cũng tới Tân Hải cùng tôi. Tống Hoài Minh gật đầu nói xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu vừa mới bắt đầu, cậu thân là bí thư thị ủy Tân Hải, không thể rời khỏi cương vị công tác quá lâu được. Nhắc tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Trương Dương không thể không nói chuyện ngân sách của thượng cấp, hắn thở dài nói, chú Tống, hiện tại khu bảo lưu thuế nhập khẩu trong tài chính có chút khó khăn, ngân sách của quốc gia và tỉnh lý lúc nào mới có thể tới đây. Tống Hoài Minh nói, ngân sách của quốc gia đang trong kế hoạch rồi, có điều phê duyệt cũng cần một quá trình, cậu biết đấy, mắt thấy sắp mùng 1 tháng 7 rồi, trước khi Hong Kong trở về, quốc gia đối với tất cả hạng mục ngân sách lớn đều rất cẩn thận, ngân sách của tỉnh Lý thì không nợ cậu đâu, nhưng gần đây chính phủ các thành phố đều chia tay xin tiền, tôi không thể bật đèn xanh cho riêng cậu được, nếu không ngờ khác sẽ nói tôi thiên vị. Trương Dương nói, ngài không thể bởi vì người khác nói lời ong tiếng ve mà cắt sữa của khu bảo lưu thuế nhập khẩu được. Tống Hoài Minh nói, biết tôi phiền nhất là gì không? Chính là loại chính phủ địa phương động chút là chia tay xin tiền tỉnh lý, phát huy tính năng động chủ quan của các cậu đi, vẫn là câu nói đó, tiền đã đáp ứng cho các cậu nhất định sẽ không thiếu, nhưng không phải hiện tại, ngân sách tài chính lớn đều phải đợi sau mùng 1 tháng 7 chương 1771, tài khoản trong sạch 3. Trương Dương đi thang máy tới tầng 9, đặc biệt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy tưởng Hồng Cương vẫn đang đi đi lại lại bên dưới, nghĩ lại cũng buồn cười, thằng cha này nói dối thì cũng phải nói cho lò tai một chút, anh nói đi gặp tỉnh trưởng Chu, tốt xấu gì cũng đi xa chút chứ. Thật ra cũng không trách được tưởng Hồng Cương, hắn cũng đã cân nhắc tới rồi, cũng rời khỏi hoa viên, nhưng vị trí mà Trương Dương tới là tầng 9, đứng cao nhìn ra, tưởng hồng cương vẫn không rời khỏi được phạm vi tầm mắt của hắn trương dương lắc đầu đa số quan viên đều dối trá như vậy tưởng hồng cương là người dù chết cũng phải sĩ diện thằng cha này rung đùi đắc ý tới bên ngoài văn phòng của bí thư tỉnh ủy trung bồi nguyên đã đứng ở cửa chờ hắn cười nói trương dương tới nhanh thế trương dương cười nói tôi đang đi ở trong sân mà trung bồi nguyên cũng không nói nhiều nhìn thoáng vào bên trong rồi nói bí thư tống đang ở bên trong Trương Dương lần này tới mang theo tính chất thử hư thực, hắn kiên trì cho rằng, nếu Lưu Diễm Hồng biết chuyện của Hà Trường An, Tống Hoài Minh chắc cũng biết, thông qua lần gặp mặt này, hắn muốn thử một chút xem Tống Hoài Minh rốt cuộc biết được bao nhiêu. Vẻ mặt của Tống Hoài Minh không hề lộ ra bất kỳ vẻ phẫn nộ và không vui nào, trên thực tế đến loại cấp bậc của y, rất khó từ bề ngoài nhìn ra được hỉ nộ ái ố, đây là sự nội liếm thâm trầm của lãnh đạo, sự nội liếm thâm trầm của Tống Hoài Minh một nửa là tu luyện, một nửa là trời sinh, Trương Đại Quan Nhân gần đây cũng thường xuyên chơi trò thâm trầm, có điều thằng cha này tất cả là tu luyện hậu thiên, chẳng những người khác nhìn thấy không được tự nhiên, ngay cả chính hắn cũng thấy không được tự nhiên. Tống Hoài Minh nói, tới sớm như vậy làm gì? Trương Dương cười nói, vừa tới chỗ Thính trưởng Lưu của Thính giám sát để báo cáo. Nói xong câu đó, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tống Hoài Minh, vẻ mặt của Tống Hoài Minh vẫn rất thản nhiên, à một tiếng rồi nói cô ta tìm cậu để làm gì? trương dương bắt đầu tin chuyện liên quan tới đường tiêu tương lưu diễm hồng không hề nói ra ngoài thực sự là bí mật giữa bọn họ trương dương cười nói còn không phải là bởi vì chuyện tiệc cưới ư tống hoài minh ngẩng đầu nhìn nhìn trương dương ngồi đi cậu đứng đó làm gì trương dương nghe thấy y lên tiếng lúc này mới kéo ghế xoay ngồi xuống đối diện tống hoài minh phóng mắt khắp tỉnh bình hải người can đảm mặt đối mặt cùng ngồi cùng ăn với bí thư tống cũng không nhiều lắm tống hoài minh nói tôi cũng nghe nói Ngày hôm qua cậu làm lớn lắm, hình như quan viên Phú Thương Bắc Cảng Tân Hải tới cổ động cho cậu không ít, một bí thư huyện ủy nho nhỏ nhưng mặt mũi lại không nhỏ. Trương Dương cười cười sửa lại, Tân Hải đã bỏ huyện lập thành phố rồi. Tống Hoài Minh không khỏi mỉm cười, y đương nhiên biết nguyên nhân thằng Ôn này cố ý sửa lại không phải để ý tới xưng hô bí thư huyện ủy hay là bí thư thị ủy, Trương Dương là muốn mượn câu này để chọc cười Tống Hoài Minh, tôi nói sai rồi, cậu là bí thư thị ủy, cấp bậc không thấp. Trương đại quan nhân nghe thấy hai chữ cấp bậc thì lập tức thở dài, còn không phải vẫn là cán bộ cấp ban huyện ư. Tống Hoài Minh nói, loại tư tưởng này của cậu là không đúng đâu, cấp ban huyện thì sao? Cậu mới có bao lớn, còn trẻ đã lên tới vị trí này, cậu nên cân nhắc làm sao để làm tốt công tác, làm ra được thành tích công tác xứng đáng với chức vị này. Tôi đã giáo dục cậu không ít lần, thằng nhóc cậu vẫn cứ chăm chú nhìn vào quan chức, sao chẳng tiến bộ chút nào vậy? trương dương nói đó là bởi vì chú tống yêu cầu tôi quá cao kỳ thực rất nhiều người đều nói tôi tiến bộ rồi hắn nhìn ra tâm tình của tống hoài minh hôm nay khá tốt cho nên nói chuyện cũng lớn gan một chút tống hoài minh nói bị cậu nói nhăng nói cuội làm tôi quên mất cả chủ đề rồi trương dương cười nói cho nên nói tôi tiến bộ rồi có thể dẫn ngài đi lạc đề tống hoài minh mỉm cười nói tiếp chuyện vừa rồi đi thính trưởng lưu tìm anh cậu có việc gì Trương Dương nói, ngày hôm qua không ít người tặng quà, cho nên tôi thông qua thính trưởng lưu, vận dụng hai vị đồng chí của ủy ban kỷ luật tới hỗ trợ, tiến hành công tác thống kê rõ ràng tất cả quà tặng, nhiều ủy ban kỷ luật làm một bản báo cáo. Tống Hoài Minh gật đầu, rất tốt, người trẻ tuổi làm việc nên phòng ngừa chu đáo, cân nhắc chu toàn một chút. Trương Dương nói, hôm nay thính trưởng lưu gọi tôi đến là cho tôi một đề nghị, cô ta nói muốn giúp tôi mở một tài khoản trong sạch, để tôi bỏ hết chỗ tiền này vào tài khoản này. Tống Hoài Minh nói, cô ta cân nhắc như vậy cũng đúng, là đang giúp cậu đó. Trương Dương nói, nhưng tôi cảm thấy rất phiền toái, ngài ngẫm lại xem, cho tiền này tôi không đút vào túi mình, tôi cũng đã báo cáo với ủy ban kỷ luật, kế tiếp tôi còn muốn trả về, nhà ai mà không có việc hiếu kỷ, bên tôi làm hỉ sự người ta tới, đợi người ta có việc tôi sẽ trả lại, nhưng nếu tiền vào tài khoản đó rồi, tôi muốn dùng một xu nào cũng phải đợi được phê chuẩn, thủ tục thủ tục phiền phức lắm. Tống Hoài Minh nói, cậu sợ phi ê phước thì trả toàn bộ chỗ tiền mừng lại đi. Trương Dương nói, có chỗ có thể trả, có chỗ không thể trả, tiền mà đám anh em tặng tôi, tôi nếu trả lại thì người ta nói tôi khinh họ, nói tôi làm quan rồi thì lục thân không nhận, để bày tỏ sự thanh liêm của mình, thì tạ tuyệt tất cả qua lại nhân tình, ngày hôm qua còn tặng phong bì cho bí thư đinh, y có cần trả lại cho ngài không? Tống Hoài Minh trong nhất thời không ngờ bị hắn hỏi cho nghẹn lời. Có điều Tống Hoài Minh rất nhanh liền cười nói, sao có thể trả lại được, đó là qua lại bình thường giữa đồng sự. Trương Dương nói, bình thường và không bình thường rất khó giới định, tóm lại, tôi khẳng định không bỏ chỗ tiền này vào túi mình, cái không thể nhận tôi sẽ trả, cái không thể trả tôi sẽ bỏ vào một tài khoản, có thể để ủy ban kỷ luật giám thị, nhưng khi tôi cần không muốn phải đợi tổ chức phê chuẩn. Tống Hoài Minh đối với việc này cũng nhìn rất thoáng, y cười nói, cậu muốn thế nào cũng được, Cậu trước chuyện đã nghĩ tới báo cáo với ủy ban kỷ luật, chứng minh đầu óc của cậu rất tỉnh táo, tôi tin cậu sẽ không bị té ngã trên phương diện này. Đúng rồi, mẹ nuôi của cậu sao đi vội thế? Sao cậu không giữ bà ta lại Đông Giang thêm vài ngày? Trương Dương cố ý nói, bà ta nói phải về nhà thăm cô, đúng rồi, tâm tình của bà ta không tốt lắm, nghe nói Hà Trường An bị cơ quan kiểm sát bắt, mẹ nuôi và y là bằng hữu mấy chục năm mà. Tống Hoài Minh không khỏi nhíu mày, chuyện của Hà Trường An có liên quan gì tới cậu? Trương Dương lắc đầu, không liên quan, có điều y trước giờ đối với tôi không tồi, lần này còn đặc biệt tới Đông Giang uống rượu mừng của em gái tôi, sao đột nhiên lại mất tích? Tống Hoài Minh nói, tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói y có liên quan tới phạm tội thương nghiệp, Trương Dương, về sau cậu kết giao với thương nhân nhất định phải nắm chắc đúng mực, quan viên và thương nhân không thể không giao tiếp nhưng phải bảo trì khoảng cách đi lại gần quá khẳng định sẽ gặp phải phiền toái trương dương nói chú tống yên tâm tôi biết nên làm như thế nào tống hoài minh nói biết nên làm như thế nào ư tôi thấy chưa chắc đâu lần này cậu bày tiệc rượu ở tuệ nguyên đều là kỳ sơn an bài giúp cậu trương dương nói tôi là thật sự không tìm được chỗ cho nên mới nhờ hắn giúp tôi cũng không phải ăn không của hắn hôm nay sẽ về thanh toán cho hắn Tống Hoài Minh nói, chuyện tài khoản không thể làm hồ đồ được, phải tính toán rõ ràng, còn nữa, danh tiếng của Kỳ Sơn đó hình như không tốt lắm, cậu và hắn đừng đi lại quá thân cận. Trương Dương dự đoán được nhất định là Vinh Bằng Phi đã nói gì đó trước mặt Tống Hoài Minh, đương nhiên Vinh Bằng Phi không thể nói xấu mình, nhưng đối với Kỳ Sơn Vinh Bằng Phi khẳng định sẽ không nói tốt gì. Trương Dương nói, tôi và hắn cũng chỉ là quan hệ qua loa thôi. Tống Hoài Minh nói, cậu định ở Đông Giang bao lâu? phía Tân Hải vắng cậu có được không đó? Trương Dương nói, tôi chuẩn bị ngày kia sẽ về, yên nhiên và bà ngoại cũng tới Tân Hải cùng tôi. Tống Hoài Minh gật đầu nói, xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu vừa mới bắt đầu, cậu thân là bí thư thị ủy Tân Hải, không thể rời khỏi cương vị công tác quá lâu được. Nhắc tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu, Trương Dương không thể không nói chuyện ngân sách của thượng cấp, hắn thở dài nói, chú Tống, hiện tại khu bảo lưu thuế nhập khẩu trong tài chính có chút khó khăn, ngân sách của quốc gia và tỉnh Lý lúc nào mới có thể tới đây? Tống Hoài Minh nói, ngân sách của quốc gia đang trong kế hoạch rồi, có điều phê duyệt cũng cần một quá trình, cậu biết đấy, mắt thấy sắp mùng 1 tháng 7 rồi, trước khi Hong Kong trở về, quốc gia đối với tất cả hạng mục ngân sách lớn đều rất cẩn thận, ngân sách của tỉnh Lý thì không nợ cậu đâu, nhưng gần đây chính phủ các thành phố đều chia tay xin tiền, tôi không thể bật đèn xanh cho riêng cậu được, nếu không ngờ khác sẽ nói tôi thiên vị. Trương Dương nói, ngài không thể bởi vì người khác nói lời ong tiếng ve mà cắt sữa của khu bảo lưu thuế nhập khẩu được. Tống Hoài Minh nói, biết tôi phiền nhất là gì không? Chính là loại chính phủ địa phương động chút là chia tay xin tiền tỉnh lý, phát huy tính năng động chủ quan của các cậu đi, vẫn là câu nói đó, tiền đã đáp ứng cho các cậu nhất định sẽ không thiếu, nhưng không phải hiện tại, ngân sách tài chính lớn đều phải đợi sau mùng 1 tháng 7. chương 1772, độ cao của lãnh đạo 2 tưởng Hồng Cương không nghi ngờ gì nữa là rất thông minh. Nếu ngay từ đầu đã thông qua Trương Dương Cầu để kéo gần quan hệ với Tống Hoài Minh, ngược lại sẽ để lại ấn tượng đầu cơ cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh thưởng thức nhất là người có năng lực, đánh giá một quan viên có năng lực hay không đương nhiên không thể thông qua ấn tượng gặp mặt một hai lần là có thể phán đoán được, nhưng ấn tượng ở trong đó cũng chiếm một tác dụng khá quan trọng. Tống Hoài Minh nói, cái mà anh nói là chị, cụ thể là gì? Đề tài của tưởng Hồng Cương vẫn khiến tôi hứng thú, tưởng hồng cương nói hàm nghĩa của chị có rất nhiều nhưng đối với bắc cảng mà nói đầu tiên phải thực hành pháp trị tưởng hồng cương trước đó đã từng phân tích thủ pháp tòng chính của tống hoài minh tìm hiểu được thủ pháp chính trị mà tống hoài minh coi trọng nhất chính là pháp trị hắn đề xuất pháp trị cũng là để lấy lòng tống hoài minh không nói gì cầm chén trà lên uống một ngụm y đang đợi tưởng hồng cương nói tiếp tưởng hồng cương nói tôi đã làm một cuộc điều tra Bắc Cảng là địa phương có tỷ lệ phạm tội lớn nhất trong toàn bộ tỉnh Bình Hải, muốn phát triển, đầu tiên phải lấy ổn định xã hội làm cơ sở, muốn trồng hoa màu xuống đất, đầu tiên phải trừ hết toàn bộ cỏ dại và đá răm trong đất, bằng không chúng sẽ cướp đi tài nguyên của hoa màu, hoa màu sao có thể trưởng thành khỏe mạnh được. Tống Hoài Minh nói, nói suy nghĩ cụ thể của anh đi. Y vẫn chê những lời này của tưởng Hồng Cương có chút quá phục phiếm, Tưởng Hồng Cương nói, tôi cho rằng trị an của Bắc Cảng sở dĩ phát triển tới cục diện hôm nay là có quan hệ trực tiếp tới sự quản lý bất lực của hệ thống công an. Phát súng đầu tiên của tưởng Hồng Cương là hướng vào hệ thống công an Bắc Cảng, hắn nói, tôi cho rằng nên chỉnh đốn từ đơn vị chấp pháp, chỉ có để ngành chấp pháp của chúng ta trong sạch hơn, đội ngũ chấp pháp của chúng ta mới có thể hình thành một nhánh chính nghĩa chi sư có lực lượng. Tống Hoài Minh nói, đồng chí Hồng Cương, Quan điểm này của anh có từng đem ra tiến hành thảo luận trong đội ngũ cán bộ Bắc Cảng không?" Tưởng Hồng Cương nói, "Đã nói rồi, có điều bí thư hạng và thị trưởng cung không ủng hộ quan điểm của tôi, bọn họ cho rằng tôi nghĩ như vậy là đang chế tạo mâu thuẫn nội bộ, gây bất lợi cho sự đoàn kết và ổn định của đội ngũ cán bộ Bắc Cảng." Tưởng Hồng Cương cuối cùng cũng chĩa họng súng về phía Hạng Thành và Cung Hoàn Sơn. Tống Hoài Minh gật đầu nói, "Ý kiến của ban lãnh đạo không thống nhất cũng sẽ không có lợi cho quản lý thành thị." Tưởng Hồng Cương nói: "Bí thư Tống, giữa chúng tôi không có bất kỳ mâu thuẫn nội bộ gì cả, chỉ là có chút chính kiến không giống nhau thôi." Tống Hoài Minh mỉm cười nói: "Công là công mà tư là tư, là một cán bộ quốc gia, chút tố dưỡng chính trị này là cần phải có." Tống Hoài Minh nhìn rất thấu mục đích đến đây của Tưởng Hồng Cương, tuy rằng mấy vấn đề mà Tưởng Hồng Cương nói đều là tồn tại khách quan, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn giấu ham muốn cả nhân dưới sự công tâm. Tống Hoài Minh nghĩ tới hạng thành sắp về hưu, Động tác lần này của Tưởng Hồng Cương khẳng định có liên quan tới thay đổi quyền lực của Bắc Cảng, chính là lần bái phỏng này của hắn khiến Tống Hoài Minh bắt đầu coi trọng hướng đi trong tương lai của ban quản lý Bắc Cảng. Buổi trưa, Tống Hoài Minh mời tỉnh trưởng Chu Hưng Dân cùng nhau ăn cơm, hai người trừ xã giao bên ngoài ra, thời gian buổi trưa trên cơ bản cũng đều ăn cơm trong căn tin của cơ quan, vốn căn tin của cơ quan còn đặc biệt chuẩn bị phòng cho mỗi người bọn họ, nhưng về sau lại phát hiện không cần thiết, hai người chỉ cần là cùng đi thì sẽ ăn cơm chung tổ hợp Tống Hoài Minh và Chu Hưng Dân trong mắt người ngoài vẫn là khá ăn ý. Trên thực tế quan hệ của hai người trước giờ không tồi, gặp chuyện trong công tác đa số đều là lén câu thông, rất ít đem vấn đề ra thảo luận trên cuộc họp thường ủy. Chu Hưng Dân tới hơi sớm, nhìn thấy Tống Hoài Minh tiến vào thì cười nói, bí thư Tống, tôi bảo khiến bọn họ hấp một con cá quế rồi, lập tức sẽ đi đến. Tống Hoài Minh cười nói, Long trọng thế. Chu Hưng Dân nói, cá quế là của tôi, mấy hôm trước câu được ở Hồ Thu Hà, bảo lái xe đưa tới căn tin nuôi, chờ chúng ta có dịp thì ăn cùng nhau. Tống Hoài Minh từ trong những lời này của Chu Hưng Dân nhận được tin tức, Chu Hưng Dân hôm trước chắc là đi gặp Cố Doãn Chi. Tống Hoài Minh nói, buổi sáng tưởng Hồng Cương của Bắc Cảng tới. Chu Hưng Dân nói, tưởng Hồng Cương, tôi có ấn tượng đối với người đó, khi tôi tới Tân Hải khảo sát, đã gặp mặt hắn vài lần, người nói năng rất khéo. Tống Hoài Minh cười nói, có tìm hiểu kỹ về hắn không? Chu Hưng Dân nói, lần trước khi tới Bắc Cảng, tôi dành thời gian tìm hiểu một chút tư liệu về ban lãnh đạo đương nhiệm của Bắc Cảng, có điều vẫn là chỉ xem thành tích công tác của họ. Nói tới đây y bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bí thư thị ủy Bắc Cảng hình như sắp về hưu rồi. Tống Hoài Minh bật cười, ngộ tính chính trị của Chu Hưng Dân này rất cao, bối cảnh của y quyết định lịch trình sĩ đồ của y. Y trong tương lai sẽ thuận lợi hơn đa số người, trong khoảng thời gian này làm chung với Chu Hưng Dân, Tống Hoài Minh đã tìm hiểu rất kỹ về y. Chu Hưng Dân cũng bật cười, khó trách hắn lại tới tỉnh lý. Tống Hoài Minh nói, hắn cũng tới tìm anh à. Chu Hưng Dân nói, vốn đã đáp ứng buổi sáng ngày mai gặp mặt hắn, hắn muốn báo cáo công tác sắp tới của Bắc Cảng. Người tới vị trí nhất định, độ cao nhất định rất dễ nhìn thấy bản chất của vấn đề, nhất là tới loại cảnh giới như của Tống Hoài Minh và Chu Hưng Dân, bọn họ đều nhìn ra tưởng Hồng Cương muốn mượn danh nghĩa báo cáo công tác để bắt đầu đi lại. Mục đích đi lại tuyệt đối không phải là đặt công tác ở vị trí số 1, mà là ban quản lý Bắc Cảng sắp gặp phải một lần thay già đổi trẻ. Mục đích của tưởng Hồng Cương hiển nhiên là vị trí của hạng thành. Tống Hoài Minh nói, năng lực của lãnh đạo Bắc Cảng nhiệm này rất hữu hạn, tài nguyên và điều kiện tốt như vậy bị bọn họ kinh doanh thành bộ dạng hiện tại, quả thực rất khiến cho người ta chán nản. Chu Hưng Dân nói, tôi lần trước tới Bắc Cảng ít nhiều cũng nhìn thấy được một số việc, hạng thành đó rất bảo thủ, bảo thủ trên tư duy, năng lực chơi chính trị vượt xa năng lực chơi kinh tế của y. Tống Hoài Minh cười nói, Giang Sơn lớn át có người tài, trên người bất kỳ cán bộ nào cũng đều mang theo tính đặc sắc của thời đại một cách rõ ràng, hạng thành quả thực có chút không thích ứng với sự phát triển của thời đại hiện giờ. Trong vấn đề phân công hạng thành Tống Hoài Minh không động nhiều tâm tư. Từ khi Kiều Trấn Lương còn tại nhiệm, y đã tham thảo với Kiều Trấn Lương đại kế để phát triển Bắc Cảng, bọn họ đều cho rằng tồn tại vấn đề rất lớn ở chỗ lãnh đạo của hạng thành tống hoài minh cũng đề nghị tiến hành điều chỉnh ban lãnh đạo bắc cảng nhưng sau khi kiều trấn lương trải qua thâm tư thục lự thì quyết định tạm hoãn tiến hành động tác lớn đối với ban lãnh đạo bắc cảng trong đó một bộ phận rất lớn là vì quan hệ của hạng thành và tiết lão mọi người đều biết hạng thành là ân nhân cứu mạng của tiết lão tiết lão đối đãi với hạng thành như con cháu bất kể ai ngờ động tới y đầu tiên phải tính toán nhân tố tình cảm của Tiết lão vào trong đó, huống chi, hạng thành trong công tác cũng không có sai lầm quá lớn, không thể tự dưng gạt y xuống được. Kết quả của nuông chiều không hề mang đến tiến bộ cho Bắc Cảng, mà là nhìn thấy Bắc Cảng trở thành một mắt xích lạc hậu nhất của Bình Hải, cho nên sau khi Tống Hoài Minh thượng vị, chuyện thứ nhất y nhớ tới chính là điều chỉnh kết cấu lãnh đạo của Bắc Cảng, nhưng y cũng phải cân nhắc đến quan hệ các mặt Phái Trương Dương tới Tân Hải đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, có thể lý giải là nước cờ đầu tiên để y thay đổi cục diện chính trị của Bắc Cảng. Chu Hưng Dân nhìn ra mục đích của Tống Hoài Minh, cho nên y chủ động đề cử Trương Dương. Khi Chu Hưng Dân mới đến Bình Hải, y cũng không phục Tống Hoài Minh, nhưng theo tiếp xúc với Tống Hoài Minh, y phát hiện Tống Hoài Minh trên chính trị có lập trường cực kỳ tỉnh táo, người này ngoài mặt nhìn thì tính tình ôn hòa, nhưng thủ pháp làm việc lại rất quyết đoán, một khi đã chuẩn mục tiêu thì rất ít thay đổi chu hưng dân cũng là người rất có chủ kiến khát vọng chính trị của y cực kỳ rộng lớn mới đến bình hải y thậm chí cũng chỉ coi tống hoài minh là một khách qua đường cho rằng tống hoài minh về sau chỉ là một vai phụ trong kiếp sống chính trị huy hoàng của mình mà thôi nhưng sau khi tới bình hải y phát hiện rất nhiều chuyện y có thể nghĩ đến thì tống hoài minh cũng đã nghĩ đến nói cách khác chính là tống hoài minh cân nhắc vấn đề thì chu đáo hơn y nhiều cũng kín đáo hơn nhiều mà biểu hiện của tống hoài minh ở trước mặt y cũng rất khiêm tốn rất nhiều cơ hội đều chủ động tặng cho y, cách làm như vậy của Tống Hoài Minh lại khiến Chu Hưng Dân cảm thấy y đáng kính, Chu Hưng Dân thậm chí cho rằng Tống Hoài Minh rất hiểu mình, còn hơn cả mình hiểu chính bản thân mình. Chu Hưng Dân nói, người nhắm tới vị trí của Hạng Thành chỉ sợ không chỉ có một mình Tưởng Hồng Cương. Tống Hoài Minh nói, Bắc Cảng cần một người biết làm việc thực sự. Chu Hưng Dân cười nói, thật ra Trương Dương cũng là một người làm việc thực sự. Chương 1773, độ cao của lãnh đạo 4. Cố Doãn Chi nhìn rừng cây ở phương xa, có chút đăm chiêu nói, thật ra trên đời này mỗi người đều sống rất mệt, muốn được thoải mái và tự do thực sự nào có dễ. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Cố Doãn Chi gật đầu, nói đi. Cha có phải quen Tiêu Quốc Thành không? Cố Doãn Chi nói, hắn là nghĩa tử của Tiết lão, tôi cũng không tính là quen thân với hắn sao đột nhiên cậu lại nhắc tới người này? Trương Dương nói, không có gì, chỉ là con cảm thấy hắn và Tiết Thế Luân quan hệ rất tốt, lần này hắn lại cho con mượn 500 triệu để dùng, con có chút tò mò đối với người này. Cố Doãn Chi nói, muốn hiểu hắn thì cậu đi hỏi Tiết Thế Luân. Trương Dương nói, không biết vì sao, con luôn cảm thấy Tiết Thế Luân thật sự rất khó dò, quan hệ với hắn không thể có được cảm giác thân thiết. Cô Doãn Chi nói, thật ra hắn rất không đơn giản, lúc trước nếu tiếp tục làm trong ở trong quan trường thì hiện tại chắc đã ở trên tôi rồi trương dương nói hắn có tài nguyên bối cảnh tốt như vậy vì sao lại từ bỏ quan chức mà tòng thương cố doãn chi không trả lời cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi lại lắc đầu ai có trí nấy suy nghĩ của người khác chúng ta làm sao mà biết được từ phản ứng của cố doãn chi cho thấy y hẳn là không muốn nhắc tới đoạn chuyện cũ đó trương dương mơ hồ đoán được Giữa Cố Doãn Chi và Tiết Thế Luân khẳng định có rất nhiều quá khứ không muốn để ai biết, cố sự của bọn họ có lẽ là không được vui. Chuyện không vui trong nhân sinh có rất nhiều, Cố Doãn Chi cũng vậy, khó khăn lắm y mới vơi nỗi đau mất con trai, nhưng sự xuất hiện của Nguyên Hòa Hạnh Tử lại gợi lên hồi ức của y đối với chuyện cũ, nếu không phải gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử, y có lẽ sẽ ở Tân Hải thêm một đoạn thời gian, trở về Đông Giang là muốn lựa chọn quên đi, giai đồng đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Cố Doãn Chi đối với Trương Dương mà nói thì cũng vậy. Cố Doãn Chi khi ở Tân Hải không hề hỏi tới chuyện của Nguyên Hòa Hạnh Tử, khi gặp lại Trương Dương ở Đông Giang, Cố Doãn Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi tới chuyện này, Trương Dương, Nguyên Hòa Hạnh Tử thực sự là người Nhật Bản à? Trương Dương nói, vậy, con đã tìm người điều tra cô ta rồi. Cố Doãn Chi gật đầu, thực sự rất giống. Con lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, cũng cho rằng cô ta là giai đồng. Cố Doãn Chi tràn ngập thương cảm nói, giai đồng đã vĩnh viễn rời khỏi chúng ta rồi. Trương Dương lại không cảm thấy vậy, hắn luôn cảm thấy giai đồng đang ở một nơi nào đó lặng lẽ quan sát mình. Người quan sát Trương Dương có rất nhiều, cha Tấn Bắc cũng là một trong số đó, y gọi điện thoại cho Trương Dương, mời hắn cùng uống trà chiều, bởi vì trước đó luật sư của Hà Trường An Vu Đông Xuyên đã nói qua cha Tấn Bắc có thể giúp Hà Trường An vây, Trương Dương vì thế cũng nảy sinh hứng thú đối với cha Tấn Bắc, hắn quyết định đáp ứng lời mời xem xem cha tấn bắc suốt cuộc đang có tính toán gì trương dương vốn cho rằng khư phượng tiên sẽ đi cùng cha tấn bắc nhưng đến nơi mới biết bên cạnh cha tấn bắc hôm nay đổi thành vu đông xuyên trương dương đã gặp vu đông xuyên vu đông xuyên lại chưa bao giờ gặp trương dương hai người bọn họ đi với nhau không cần hỏi cũng biết là đang âm mưu giành lấy mỏ vàng của hà trường an ở phi châu bởi vì chuyện này một chút thiện cảm vừa mới thành lập của trương dương đối với cha tấn bắc cũng biến mất Người này nếu không phải là một kẻ âm mưu ra thì chính là thương nhân thế lợi tới cực điểm. Những lời thỏ tử hồ bi mà trước đó y đã nói với Trương Dương và sự cảm khái lúc đó hoàn toàn là giả dối. Trương đại quan nhân không thích người khác lừa gạt mình. Vũ Đông Xuyên đương nhiên không biết cuộc đối thoại của hắn và tần manh manh tối hôm qua tất cả đều bị Trương Dương nghe rõ. Khi cha tấn bắc đưa hắn tới gặp Trương Dương, Vũ Đông Xuyên mỉm cười đứng dậy, vươn tay về phía Trương Dương, bí thư Trương, nghe đại danh của ngài đã lâu. Trương Dương mỉm cười, tôi và Hà Tiên Sinh cũng là lão bằng hiếu, nhưng trước đây chưa anh gặp bao giờ. Vu Đông Xuyên cười nói, tôi chỉ phụ trách chuyện trên pháp luật của Hà Tiên Sinh, sinh ý của y, nhân tình qua lại của y tôi hoàn toàn không rõ. Cha Tấn Bắc nhiệt tình bảo, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Nữ trà nghệ sư xinh đẹp biểu diễn trà nghệ cho bọn họ, ba người đều biểu hiện ra vẻ khá kiên nhẫn, đợi cho trà nương biểu diễn xong, hai bàn tay trắng nõn dâng lên trà xuân vừa pha xong, Cha Tấn Bắc phẩm một ngụm, nhắm mắt lại, bộ dạng đắm chìm vào trong đó. Trương Dương cười nói: "Cha tổng, nhìn dáng vẻ của anh là trà không làm người say mà người tự say." Câu này khiến trà nghệ sư xinh đẹp đỏ mặt. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói: "Màu trà hợp lòng người, cảnh đẹp ý vui, tiểu thư, trà nghệ của cô thực sự rất diệu, chúng tôi có việc muốn nói riêng." Mắt của nữ trà nghệ sư thoáng lướt qua mặt Cha Tấn Bắc, sau đó rụt rẻ cáo lui. Trương Dương nói, trà nghệ bình thường, diện mạo lại không tồi, quả nhiên sắc đẹp có thể gia tăng. Vu Đông Xuyên cười nói, bí thư Trương đúng là hài hước. Trương đại quan nhân mặt mày tươi cười, nhưng lời nói ra lại không khách khí như vậy, con người của tôi không dí dóm gì cả đâu, cũng rất ít khi nói đùa. Vu Đông Xuyên bị Trương Dương nói cho nghẹn lời, vẻ mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cha Tấn Bắc cười ha ha nói, có lẽ anh không biết là mình rất hài hước, nhưng sự hài hước của anh được sinh ra từ trong xương cốt rồi." Trương Dương nói, "Cha tổng hẹn tôi tới đây không phải chỉ để uống trà thôi phải không?" Cha Tấn Bắc nói, "Trương Dương, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cậu chắc biết tôi trước giờ làm việc đều luôn đi thẳng tới thẳng." Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm thế mới lạ đó, cha Tấn Bắc anh làm việc hai mặt hai lòng thì còn được, ra mặt của cha Tấn Bắc thực sự là dày quá mức, thằng cha này khi nói ra câu này không ngờ lại không đỏ mặt chút nào. Trương Dương nói, đúng đó, anh nếu không phải là có tính cách đó thì chúng ta làm sao quen nhau được. Đúng vậy, chúng ta cũng có thể được coi là bạn vong niên. Cha tấn Bắc vừa mới khoe khoang đi thẳng tới thẳng, lúc này lại liền bắt đầu vòng vo, sự dối trá của người này từ đây có thể thấy rõ. Bạn vong niên của Trương Dương quả thực không ít, nhưng lại thiếu tên cha tấn Bắc này. Vụ đông xuyên lúc này mới hơi hòa hoãn lại tinh thầm, nghĩ thầm tôi không đắc tội với Trương Dương anh mà, sao lại nói chuyện không khách khí như vậy với tôi. Có điều hắn cũng không tiện mở miệng, dù sao tư vị nếm mùi thất bại cũng rất khổ sở, Vu Đông Xuyên lặng lẽ đánh mắt với cha Tấn Bắc. Cha Tấn Bắc lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn, mỉm cười nói, Trương Dương, tôi tìm anh tới là muốn thỉnh giáo một chuyện. Trương Dương gật đầu, nói đi, chúng ta đã là bạn vong niên, có gì mà không tiện nói chứ. Cha Tấn Bắc nghe ra thằng cha này có ý châm chọc mình, y cười nói, trước khi Hà Tiên Sinh gặp chuyện không may vẫn luôn bàn với tôi về chuyện mỏ vàng ở Phi Châu, vốn đã bàn gần xong rồi. Không ngờ lại xảy ra biến cố này. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, anh biến đi, hắn căn bản không có bất kỳ sự tiến nhiệm nào đối với cha Tấn Bắc, cho nên mặc cho cha Tấn Bắc ba hoa trích chòe, trương đại quan nhân khẳng định sẽ không cắn câu của y. Cha Tấn Bắc nói, phận nghiệp của Hà Tiên Sinh ở hải ngoại đa số đã chuyển cho con gái hắn là Hà Vũ Mông. Trương đại quan nhân biết rồi còn giả ngu, Hà Vũ Mông. Chưa từng nghe thấy bao giờ, Hà Tiên Sinh còn có con gái ư. Tôi sao không biết nhỉ? Cha tấn bác ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, Trương Dương, quan hệ của anh và Hà Tiên Sinh thân mật như vậy. Chẳng lẽ chuyện này hắn cũng không nói với anh? Trương Dương cười nói, cha Tổng, vào thời khắc mẫn cảm như thế này, anh không thể nói lung tung được. Tôi và Hà Tiên Sinh chỉ là quan hệ bình thường, kể ra, ngay cả bạn vong niên cũng không tính con không thân bằng hai chúng ta đâu. Cha tấn bắc cười ha ha, trương dương, anh không cần quá khẩn trương, với quan hệ của chúng ta, tôi sao có thể nói lung tung được. Trương dương cầm chén trà lên nhấp một ngụm, thầm nghĩ, con mẹ nó, lừa lão tử à, kệ mẹ mày. Cha tấn bắc nhìn ra trương dương không vui, y nói khẽ thật ra tôi cũng không biết hà tiên sinh còn có một cô con gái. Vụ đông xuyên lúc này mới tìm được cơ hội lên tiếng, hắn tiếp lời cũng chính là vào nửa năm trước. Hà tiên sinh tuyển một trợ lý, chính là tiểu thư Hà Vũ Mông này, không bao lâu sau, Hà tiên sinh nói cho tôi biết, Hà tiểu thư này thật ra là con gái riêng của ông ta. Ông ta còn nói y học tương quan đã chứng minh, đồng thời, ông ta bắt đầu bắt tay vào chuyển nhượng tài sản cho Hà tiểu thư này, trong nước Hà tiểu thư cùng ông ta trở về nước, mục đích chính là chuyển giao tài sản của Hà tiên sinh ở trong nước. Trương Dương nói, nếu vị Hà tiểu thư này thực sự là con gái riêng của hắn, Hắn chuyển nhượng tài sản cho cô ta cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Cha Tấn Bắc nói, nhưng vị Hà tiểu thư này cũng mất tích rồi. Trương Dương ra vẻ ngạc nhiên nói, sao lại như vậy? Chẳng lẽ cũng bị cơ quan kiểm sát khống chế rồi ư? Cha Tấn Bắc không nói gì, nhìn thoáng qua Vu Đông Xuyên, Vu Đông Xuyên hiểu ý, lấy cớ đi toilet, đứng dậy rời khỏi phòng. Cha Tấn Bắc nói khẽ Trương Dương, với quan hệ giữa chúng ta, tôi cũng không cần phải giấu giếm. Trình tự chuyển nhượng mỏ vàng Phi Châu của Hà Tiên Sinh cho tôi đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, chỉ thiếu mỗi một bước cuối cùng. Chương 1774, Phong Vân sau màn 1. Trương Đại Quan Nhân là người thông minh, hắn cười nói, chỉ thiếu mỗi ký tên thôi đúng không? Vậy chờ Hà Tiên Sinh được thả ra rồi làm tiếp. Cha Tấn Bắc nói, hiện tại người sở hữu mỏ vàng là Hà Vũ Mông, Hà Tiên Sinh ký tên cũng không được. Trương Dương nói, vậy anh nên đi tìm Hà Vũ Mông. Cha Tấn Bắc cười nói, tôi nghe nói, anh hôm trước có tới chỗ của Hà Trường An. Trương Dương nói, không sai, Hà Tiên Sinh mời tôi tới nói chuyện phiếm, tôi có tới nhưng hắn không có nhà. Cha Tấn Bắc nói, Trương Dương, mọi người đều là bằng hữu, thật ra tôi cũng rất muốn giúp Hà Tiên Sinh. Trương Dương cười nói, giúp hắn thế nào? Với tình huống trước mặt, chỉ sợ chúng ta đều là hữu tâm vô lực. Cha Tấn Bắc nói, cái đó cũng chưa chắc, có câu việc là ở người. Trương Dương nói, việc là ở người ư? Cái đó cũng phải xem là chuyện gì đã, hiện tại chúng ta ngay cả Hà Trường An bị nhốt ở đâu cũng không biết thì giúp hắn thế nào? Cha Tấn Bắc nói, chuyện này là do Lý Đông Sơn dựng lên, cho dù chúng ta không tìm thấy Hà Trường An, nhưng tìm nơi hạ lạc của Lý Đông Sơn thì không khó. Trương Dương phát hiện cha Tấn Bắc này thật sự là không đơn giản, dù sao cũng xuất thân thương nhân. Hắn rất giỏi phát hiện người khác nghĩ gì, Trương Dương hiện tại bắt đầu minh bạch, cuộc nói chuyện của cha Tấn Bác với mình ở Tuệ Nguyên thật ra đều là để làm đệm cho cuộc nói chuyện hiện tại, đối với Hà Trường An, y trước giờ không hề có cảm giác đồng tình. Ở trong lòng y, cái được đặt ở vị trí đầu tiên luôn luôn là lợi ích. Cha Tấn Bác đã ám chỉ rất rõ ràng, thông qua những lời vừa rồi y nói với Trương Dương, bản thân y biết Lý Đông Sơn đang ở đâu. Trương Dương nói, cho dù tìm được hắn thì có ích gì? Cha Tấn Bắc nói, nếu chuyện di rời là hành vi cá nhân của Lý Đông Sơn, như vậy nguy cơ của Hà Trường An có thể được giải quyết dễ dàng. Đổi thành trước đây, Trường Dương có lẽ sẽ động lòng, nhưng sau khi nói chuyện với Cố Doãn Chi, hắn đã minh bạch, mấu chốt Hà Trường An bị điều tra không ở việc di rời, có thể nói Lý Đông Sơn chỉ là một cái cớ. Hà Trường An không phải là bị liên lụy, mà là người trốn ở sau màn từ lâu đã chĩa họng súng vào y. Trương Dương nói, tôi vẫn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới tôi cha tấn bắc nói hà vũ mông nếu thực sự là con gái riêng của hà trường an chắc hẳn cô ta sẽ trả một cái giá lớn để đổi lấy sự bình an của cha mình trương dương nói anh hoài nghi tôi đã giấu hà vũ mông đi cha tấn bắc mỉm cười nói trong thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió trương dương có muốn giúp hà trường an hay không thì tất cả ở một ý niệm của anh trương dương nói cha tổng tôi muốn anh phải hiểu rõ một chuyện thứ nhất tôi không quen hà vũ mông thứ hai chuyện của hà trường an tôi không hỏi tới được tôi cũng không muốn hỏi thứ ba tôi là một cán bộ quốc gia giao dịch giữa thương nhân các anh tôi không có hứng thú tham dự trương dương nói xong liền đứng dậy nói với cha tấn bắc tôi còn có việc phải đi trước đúng rồi thuận tiện nói với anh một chuyện chúng ta không phải là bạn vong niên gì cả về sau chỉ sợ ngay cả làm bằng hữu bình thường cũng không được tạm biệt cha tổng kiểu phát âm của thằng ôn này khẳng định có vấn đề nói cha tổng mà sao nghe na ná như tạp trùng Nhìn cửa phòng đóng lại phía sau trương Dương, sắc mặt của cha Tấn Bắc lập tức sầm xuống, trong ánh mắt của y tràn ngập vẻ phẫn nộ. Vũ Đông Xuyên gõ cửa rồi từ bên ngoài bước vào, dè dặt nói, "Hắn nói thế nào?" Cha Tấn Bắc tức giận nói, "Còn có thể nói thế nào nữa? Anh luôn miệng nói Hà Trường An tín nhiệm anh, Hà Vũ Mông tin anh, nhìn những chuyện anh làm đi, ngay cả một nữ nhân cũng không trông được." Vũ Đông Xuyên nói, "Hắn từng tới Ố 26 đường Tiêu Tương, hắn căn bản chính là quen Hà Vũ Mông, tôi thấy sự mất tích của Hà Vũ Mông khẳng định có liên quan tới hắn. Cha Tấn Bắc nói, anh có chứng cứ không? Nói không chừng là cô ta tự đi, nói không chừng là anh đã bại lộ khiến cô ta hoài nghi. Vũ Đông Xuyên nói, tôi rất cẩn thận, cô ta chắc sẽ không hoài nghi tôi. Cha Tấn Bắc cười lạnh một tiếng, nói cẩn thận ư. Hà Trường An chưa bao giờ thực sự tín nhiệm anh cả. Trương Dương lần này tới Đông Giang còn có một việc quan trọng, hắn mang mẫu máu của Kiều Mộng Viện và Tiêu Quốc Thành đi xét nghiệp, Tiêu Quốc Thành đã chủ động cung cấp mẫu máu cho Trương Dương, còn Kiều Mộng Viện, Trương Dương để tránh cô ta nghi ngờ, chỉ nói là trước khi vào công tác phải đi kiểm tra sức khỏe, Trương Dương giao việc giám định thân nhân cho Lương Thành Long đi làm, thằng cha này thần thông quảng đại, sở trưởng sở nghiên cứu di truyền bệnh viện Bình Hải Hồng Tông Cường là lão bằng hữu của gã. Hiện giờ đã có kết quả kiểm tra, Trương Dương tới sở nghiên cứu di truyền, Lương Thành Long đã chờ hắn ở đó. Hồng Tông Cường dẫn bọn họ tới trước máy tính, chỉ vào hai mẫu máu trên màn hình, thông qua kiểm tra hai mẫu máu, tôi đã đưa ra kết luận, giữa hai người cung cấp máu không hề có quan hệ huyết thống. Trương đại quan nhân khá ngạc nhiên với kết quả này, hắn vốn cho rằng Kiều Mộng viện 89 phần 10 là con gái của Tiêu Quốc Thành và Mạnh Truyền Mỹ, nhưng không ngờ kết quả lại nằm ngoài ý liệu của hắn. Hồng Tông Cường nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, lại cường điệu, chỉ cần mẫu máu mà anh cung cấp không có vấn đề gì thì kết quả kiểm tra là chính xác. Hồng Tông Cường khá tự tin với trình độ nghiệp vụ của mình. Lương Thành Long nói, giáo thụ Hồng là bậc đàn anh trong phương diện di truyền học trong nước, dám định thân nhân đối với anh ta mà nói thì như là ăn cơm thôi, để anh ta kiểm tra thứ này thì căn bản là giết gà dùng dao mổ trâu. Hồng Tông Cường cười nói, Lương Tổng, anh cũng đừng tâm bốc tôi, bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà trong lòng trương dương lúc này rất gập gành tiêu quốc thành và kiều mộng viện không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào nói cách khác tiêu quốc thành và mạnh truyền mỹ rất có thể là trong sạch nếu kiều mộng viện không phải là con gái thân sinh của kiều trấn lương cũng không phải là con gái thân sinh của tiêu quốc thành như vậy cha ruột của cô ta rốt cuộc là ai chẳng lẽ mạnh truyền mỹ trừ tiêu quốc thành còn có một tình nhân không ai biết khác ư chuyện này tuyệt đối không tuyệt đối không thể để kiều mộng viện biết bằng không cô ta không biết sẽ bị kích thích như thế nào nữa Lương Thành Long nhìn thấy vẻ ngơ ngác xuất thần của Trương Dương thì không nhịn được đẩy hắn một cái, có phải là ra ngoài gây phiền phức, có phải người muốn nhận anh làm cha không? Sức liên tưởng của thằng cha này thực sự là phong phú. Trương Dương cười nói, anh đừng nói hưu nói vượt, tưởng tôi là loại không biết kiềm chế như anh à? Sao lại nói vậy, ai không biết kiềm chế, tôi có chỗ nào không kiềm chế? Hồng Tông Cường còn phải làm việc, hai người cũng không tiện ở lâu tại đơn vị của người ta cùng nhau cáo từ rời đi, tới xe BMW của Lương Thành Long ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc rồi châm, Trương Dương hạ cửa kính xe xuống, đồng thời vào lúc hít thở thì chú ý quan sát xem chung quanh có người theo dõi hay không, đây là kết quả của huấn luyện đặc công khi còn ở Quốc An. Lương Thành Long nói, buổi sáng hôm nay viện kiểm sát gọi tôi tới nói chuyện. Trương Dương ngây ra một thoáng, có chuyện gì vậy? Lương Thành Long nói, còn không phải vì chuyện của Hà Trường An ư, tôi không phải cùng hắn hợp tác làm công trình ư hiện tại hắn gặp phiền toái cơ quan kiểm sát lôi tất cả người trước đây từng hợp tác với hắn đến hỏi cũng may mà tôi đã tách khỏi hắn trong tài khoản không có bất kỳ vấn đề gì sau khi bọn họ hỏi xong thì cho tôi về trương dương nói không sao là tốt rồi lương thành long thở dài làm ăn thật sự là như đi trên băng mỏng tôi hiện tại có chút hối hận rồi lúc trước vì sao cứ muốn lựa chọn kinh thương nếu tiến vào sĩ đồ thì chắc không phải khổ thế này Trương Dương cười nói, anh chính là hiện tại có tiền rồi mới nói như vậy, làm quan không gặp mạo hiểm ư. Chỉ sợ so với kinh thương của các anh thì còn mạo hiểm hơn nhiều đấy. Lương Thành Long là bột phát thôi, cho tới nay Hà Trường An luôn là mục tiêu phấn đấu của, gã đã vô số lần ảo tưởng, có một ngày mình thông qua cố gắng sẽ có thể trở thành cự cổ trong thương giới như Hà Trường An, thấy Hà Trường An gặp rủi ro, Lương Thành Long đột nhiên mất đi mục tiêu, hắn khá là mơ hồ đối với tương lai của mình hai người rời khỏi viện y học không lâu thì trương dương phát hiện có một chiếc xe vương miện màu đen theo đuôi bọn họ lương thành long không được trải qua huấn luyện ở phương diện này căn bản không phát hiện được tình huống dị thường trương dương nói có nhìn thấy chiếc xe vương miện phía sau không lương thành long từ kính chiếu hậu thấy được chiếc xe mà hắn nói có chút kinh ngạc bảo sao vậy trương dương nói nghe nói tính năng của xe bmw của anh không tồi độ khống chế cũng mạnh hơn đời trước phải không Lương Thành Long lập tức minh bạch ý tứ của hắn, cười nói, xe vương miện khi ở sau xe tôi thì chỉ có nước hít khói. Nói xong, thằng cha này dậm ga, xe BMW tăng tốc tiến vào dòng xe ở phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chiếc xe chở hàng. Chiếc xe vương miện ở phái sau rõ ràng cũng tăng tốc, điều này ngay cả người thường như Lương Thành Long cũng nhìn ra, mẹ kiếp, theo dõi chúng ta. Chẳng lẽ là cơ quan kiểm sát, Lương Thành Long cho rằng đối phương là nhắm vào mình mà đến chương 1775, phong vân sau màn 2. Trương Dương nói, mặc kệ bọn họ là ai, cứ cắt đuôi đã rồi tính. Lương Thành Long lạng lách trong dòng xe, nhưng lái xe của chiếc xe phía sau rõ ràng là trình độ lái xe không kém. Lương Thành Long dùng hết tất cả chiêu thức vẫn không thể cắt đuôi được đối phương, Lương Thành Long tức giận đến nỗi luôn miệng chửi. Trương Dương lại nhận thấy có chút không đúng, nếu đối phương có ý theo dõi thì không thể bừa bãi như vậy được, giữa ban ngày ban mặt theo như bóng với hình, căn bản không sợ bọn họ phát hiện. Trương Dương bảo Lương Thành Long đổ vào lề đường phía trước, liền thấy chiếc xe vương miện màu đen cũng đỗ ở phía sau không xe. Trương Dương mở cửa xe bước xuống. Chiếc xe vương miện đó vẫn đỗ yên ở đó, Trương Dương đi đến trước xe, nhìn nhìn vào bên trong xe, hắn không khỏi bật cười, tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là cô. Một giọng nữ bên trong xe nói, lên xe lương thành long thông qua gương chiếu hậu quan sát hành động của trương dương liền thấy trương dương xua tay với hắn không ngờ leo lên chiếc xe vương miện đó thật lương thành long không hiểu ra sao cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn quay đầu xe lại muốn đuổi theo chiếc xe vương miện đó nhưng đối phương đã lái vào đường chính trong nháy mắt đã chạy mất lương thành long vội vàng gọi điện thoại cho trương dương anh sao thế chạy đi đâu rồi trương dương cười nói chẳng trách nói không có xe thịt chỉ có người thịt anh lái xe thực sự là quá thịt. Trình độ lái xe của Lương Thành Long thực sự là không ai dám khen, thật ra cũng khó trách, Lương Thành Long bình thường đều dùng lái xe, cơ hội tự lái xe rất ít. Mẹ, anh đang ở đâu, có sao không? Trương Dương nhìn sang bên cạnh rồi nói khẽ, không sao, anh không cần phải lo. Nữ lang lái xe ở bên cạnh mặc áo da kít màu xanh, đầu đội mũ giã chiến màu đồng, da thịt trắng nón, mái tóc màu đỏ rủ xuống trước chán, bởi vì đeo kính dâm cho nên không nhìn rõ màu mắt của cô ta có điều sống mũi cao thẳng của cô ta chứng minh cô ta chắc có huyết thống phương tây thì ra người theo đuôi bọn họ không ngờ là lệ phù từ sau khi từ biệt lệ phù ở nam triều tiên bọn họ rất ít liên hệ với nhau trương đại quan nhân căn bản không ngờ cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở đông giang nhìn hình dáng tuyệt mỹ của lệ phù sự nhớ nhung và dục vọng của trương đại quan nhân lập tức nổi lên tay không chút khách khí đặt lên đùi lệ phù cảm khái nhà đầu nhớ em chết đi được. Lệ phu ửng hồng, cô ta gắt khẽ, hoa ngôn xảo ngữ. Hãy thành thật một chút, em đang lái xe. Trương đại quan nhân lại không chịu bỏ tay ra, vuốt ve đùi cô ta, này, em hôm nay tới tìm anh là tính chất tư nhân hay là do nhà nước cử tới. Lệ phu không để ý đến hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào đường phía trước, hết sức chuyên chú lái xe. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ tới bến tàu ở Hồ Thanh Bình, bên cạnh có một chiếc du thuyền màu trắng đang bỏ neo, lệ phù đỗ xe trước thuyền, dẫn Trương Dương đi lên chiếc du thuyền đó, khởi động du thuyền lái vào mặt hồ Thanh Bình Minh Mông. Trương Dương đi tới phía sau lệ phù, giang tay ra ôm cô ta, không đợi hắn hoàn thành động tác của mình, lệ phù đột nhiên xoay người, nhào vào trong lòng hắn, đè hắn lên sàn thuyền, hai người thở dốc quấn lấy nhau. Cho tới lúc Trương Dương thực sự đi vào trong người lệ phù mới nghe thấy tiếng rên rỉ rung động tâm hồn của cô ta du thuyền lẳng lặng bỏ neo ở giữa hồ thanh bình ánh dương vẽ ra một viền vàng sáng lạn quanh thuyền theo thời gian viền vàng biến thành mày hồng rồi thành đỏ sậm cuối cùng theo màn đêm buông xuống thì biến thành màu xanh ánh trăng từ trong hồ nước chậm rãi ánh lên rào chắn bằng kim loại của du thuyền phản chiếu ánh trắng thân thể mềm mại như tuyết trắng của lệ phù quấn lên thân thể màu đồng cổ của trương dương mái tóc màu đỏ giống như hoa hồng phủ kín mặt cô ta và trương dương đôi mắt màu lam của lệ phù chăm chú nhìn vào hai mắt trương dương em còn tưởng rằng anh quên em rồi trương đại quan nhân cười nói làm sao mà quên được tay hắn vỗ lên cặp mông nảy nở của lệ phù để thân thể của cô ta ép chặt vào người mình hơn khiến giữa thân thể của hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào tựa hồ hắn thấy vẫn chưa đủ xoay người đè lệ phù xuống dưới tư thế như vậy khiến cho lệ phù không thể không kiệt lực dạng chân ra để chỗ bí ẩn của mình triệt để mở ra trước hắn Lệ Phù ôm chặt hắn, đầu tiên là hai tay, sau đó là hai chân quấn chặt lấy người Trương Dương, tựa như là dây leo cuốn cây, em nhớ anh. Kiên cường như Lệ Phù cũng có lúc phong tình vạn trùng. Trương Dương hôn môi, mắt, mặt của cô ta, hỗn tới mỗi một tấc trên người cô ta. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mạn chiếu sáng cảnh ân ái bên trong, ánh trăng tựa hồ bởi vì tình cảnh trước mắt mà thẹn thùng, lặng lẽ trốn trong tầng mây, chỉ còn lại hồ nước nhẹ nhàng dập dờn trong bóng đêm. Lệ Phù và Trương Dương sóng vai ngồi trên sàn tàu, hưởng thụ cảnh gió mát trăng thanh, khi thưởng thức rượu vang nước Pháp thì đã là đêm khuya. Trương Dương tìm di động của mình, theo bản năng nhìn nhìn bên trên, di động không có tí sóng nào. Lệ Phù tựa vào đầu vai hắn, nhìn nhìn màn hình di động, không khỏi bật cười, chiếc du thuyền này có thiết bị làm nhiễu sóng, anh không bắt được tín hiệu đâu. Trương Dương nói, phiền phức nhỉ, anh mấy ngày hôm nay có nhiều việc lắm. Lệ Phù nói, việc gì? so với ở bên em còn quan trọng hơn ư trương đại quan nhân cười nói đừng quên anh là cán bộ quốc gia anh có nhiều công tác phải làm lệ phù cười cười đứng dậy cô ta mặc áo sơ mi của trương dương đôi chân thon dài khiến người ta hít thở không thông lộ ra hến dưới ánh trăng trở nên trong suốt như lệ phù chân trần đi vào trong khoang thuyền lại cầm một chai rượu vang ra rót vào trong chén uống một ngụm rồi đưa cho trương dương trương dương nói lần này vì sao lại về hắn biết lệ phù trở về khẳng định có có việc lệ phù nói em là người thù dai trương bích quân hại em như vậy em không thể cứ như vậy mà bỏ qua trương dương nói tìm được chứng cớ chưa lệ phù nói cho dù có chút chứng cớ cũng không đủ để lật đổ cô ta có điều em đã tìm được một số biện pháp lần này đến đông giang rốt cuộc là để thăm anh hay là có nhiệm vụ khác trương dương uống một ngụm rượu rồi lại đưa chén cho cô ta Lệ Phu nói, chuyện của Hà Trường An có chút liên quan tới Trương Bích Quân. Trương Dương nhíu mày, hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này, có điều hắn cũng không tin Trương Bích Quân có năng lực lớn như vậy. Lệ Phu nói, anh đừng coi thường Trương Bích Quân, năng lực của nữ nhân này rất lớn, cô ta hiện tại có quyền lực rất lớn bên trong tổ chức, bảo phủ lên cả các bộ môn khác. Chuyện hình chiêu huy tham dự giải cứu tần manh manh đã bị cô ta tra ra, có điều cũng may thân phận của anh chưa bị bại lộ trương dương nói có biết nơi hạ lạc của hình chiêu huy không lệ phù lắc đầu vẫn chưa tra được hắn mất tích lâu như vậy rồi chắc là giữ nhiều lành ít nếu còn có một đường sinh cơ thì chắc là tư liệu bí mật trong tay hắn trương bích quân trước khi chưa có được thì sẽ giữ lại tính mạng của hắn trương dương nói trương bích quân vì sao muốn yếu hại hà trường an lệ phù nói rất nhiều chuyện em cũng không rõ lắm có điều trương bích quân đã hoài nghi hà trường an chắc là bắt đầu từ khi hình chiêu huy nhúng tay vào chuyện của tần manh manh. Trương Dương nói khẽ, em là nói, bọn họ rất có thể đã biết tần manh manh vẫn còn sống. Lệ Phù gật đầu, em một mực thử tìm liên hệ giữa mấy chuyện này, nhưng Trương Bích Quân này rất giảo hoạt, Thủy Trung không tra ra được người đứng sau lưng cô ta rốt cuộc là ai. Cô ta tựa chán vào vai Trương Dương, thật ra bắt đầu từ khi anh tới Đông Giang, em đã theo dõi anh, nhìn ra được anh rất cẩn thận, có điều trình độ phản theo dõi vẫn còn kém lắm trương đại quan nhân bật cười anh là người đánh nước tương tất nhiên không thể nào bằng được nhân tài cấp chuyên gia như em được lệ phu nói rất nhiều người đều đang tìm tần manh manh em thấy bọn họ không chỉ mưu đồ tài phú của hà trường an còn có khả năng muốn thông qua khống chế tần manh manh để bức bách hà trường an trương dương nói bọn họ muốn hà trường an làm gì lệ phu nói em cũng không biết có lẽ chỉ có hà trường an mới có thể đưa ra đáp án nhớ tới những việc mà trương bích quân đã làm Trương đại quan nhân không khỏi nổi giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chọc giận anh, anh sẽ giết chết lão nương Trương Bích Quân này. Trương Bích Quân đã nhiều lần đối nghịch với hắn, Trương đại quan nhân đã sinh ra sát nghiệm đối với cô ta, nếu để hắn xử lý Trương Bích Quân thì hắn sẽ tuyệt đối không do dự. Lệ Phù cười nói, làm việc không thể nóng vội, chúng ta sở dĩ tạm thời không ra tay với cô ta, là muốn xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì, sau lưng của cô ta rốt cuộc là ai sai khiến, cho chúng ta tìm ra rõ manh mối, cuối cùng cũng sẽ trừ diệt cô ta. Trương Dương nói, vậy cứ trơ mắt nhìn cô ta làm sằng làm bậy ư. Lệ Phu nói, cô ta chỉ cần không chọc giận anh thì anh quản cô ta làm gì. Anh không phải đã rời khỏi tổ chức rồi ư, nếu đã phân rõ giới hạn, thì đừng dính vào phiền phức nữa. Rất nhiều chuyện anh cho rằng mình là một cách thần không biết quỷ không hay, có điều đối phương cũng không phải là hạng bị thịt. Anh phóng tần manh manh từ tiểu lâu số 26 đường tiêu tương, Nhảy qua cửa sổ bỏ đi, có lẽ tránh được mắt của người giám thị trong xe, nhưng bọ ngựa bắt phe sầu, hoàng tước ở phía sau đấy. Trương Dương lúc này có chút lo lắng cho an nguy của tần manh manh. Trương 1776, phong vân sau màn 3. Lệ Phu nói, anh đừng lo, phó công của anh thật sự là quá lợi hại, người của bọn em cuối cùng vẫn mất dấu. Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút đắc ý, hắn cười hắc hắc tuy rằng kỹ thuật phản theo dõi không đủ, nhưng mình vẫn có thể sử dụng võ công rất tuyệt. Lệ Phu nói, có điều căn cứ vào lộ tuyến mà người của em tìm được, anh hôm đó chắc là tới vườn Phu Dung, trước đây anh từng sống ở đó, trước mắt người bên trong vườn Phu Dung mà anh tin tưởng được cũng chỉ có Tần Thanh. Trương đại quan nhân mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lệ Phu nói, quan hệ giữa hai người chắc không cần em phải giải thích. Trương Dương bật cười, dùng tiếng cười để che giấu sự xấu hổ của mình. Lệ Phu nói, may mắn theo dõi anh là người của em, bằng không nơi hạ lạc của tần manh manh đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Hơn nữa bởi vì chuyện này rất có thể sẽ liên lụy tới cả tần thanh, anh làm việc thực sự là rất không chu toàn. Trường đại quan nhân hít một hơi lạnh, lúc này không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lệ Phù vuốt ve ngực hắn, ôn nhu nói, thấy anh ngốc chưa, sợ rồi à. Có điều cũng may là trên di động của anh có thiết bị chống nghe lén, bằng không người khác chỉ cần truy tung tín hiệu di động của anh là có thể nắm rõ hướng đi của anh. Trương Dương nói, nhà đầu, anh từ lâu đã phát hiện em lanh như khỉ vậy. Phi, có kiểu khen người như anh à? Trương đại quan nhân giang tay ra ôm Lệ Phù vào trong lòng, cái đó, may mà có em ở ở phía sau chùi đít cho anh. Ghê tởm, ai chùi đít cho anh? Lệ Phù bị thằng cha này khiến cho mặt đỏ tim đập, gắt giọng, buông ra, nói chính sự đi. Trương Dương Kiên chỉ ôm cô ta đặt lên đùi mình, nói khẽ vậy em bảo anh nên làm gì bây giờ. Lệ Phu nói, tần manh manh không thể ở lại trong nước, nếu cô ta lọt vào trong tay Trương Bích Quân, cho dù cô ta đã thay đổi diện mạo, cho dù cô ta có một thân phận mới thì vẫn có rất nhiều loại thủ đoạn để nghiệm chứng thân phận chân chính của cô ta. Anh ngẫm lại xem, nếu tin tức tần manh manh còn sống trên đời bị chứng thực, chuyện này sẽ dấy lên sóng to gió lớn như thế nào. Chán Trương Đại Quan Nhân lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Lệ Phu nói, Hà Trường An dù sao cũng chỉ là một thương nhân, hắn đã dự cảm được sự tồn tại của nguy hiểm nào đó. Cho nên hắn muốn trước khi nguy cơ phát sinh chuyển nhượng tất cả tài phú của mình cho tần manh manh, hành động này của hắn tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, có thể nói chính là vì hành vi di rời tài sản của hắn quá nhanh nên mới bị bắt, mà đồng thời bị rơi vào nguy cơ còn có cả người nhà của hắn. Trương Dương nói, hiện tại, anh nên làm gì bây giờ? lệ phù nói mau chóng đưa tần manh manh ra nước ngoài cô ta trong nước càng lâu thì nguy hiểm lại càng lớn trương dương nói chuyện này anh không tiện ra mặt lệ phù em thấy lệ phù thở dài bất đắc dĩ em có phải là kiếp trước nợ gì anh không luôn không ngừng bị anh vây sát cô ta kịp thời dừng lại cảm thấy giữa mông có chút khác thường nũng nịu gắt anh vẫn chưa thỏa mãn à trương đại quan nhân mỉm cười nói vừa rồi ai nói bọ ngựa bắt phe sầu hoàng tước ở phía sau nhìn xem rốt cuộc con hoàng tước em lợi hại hay là con chim của anh lợi hại hơn. Người tần manh manh tín nhiệm duy nhất chính là Trương Dương, trước đó, Trương Dương thông qua lệ phù để đưa cô ta ra nước ngoài, lần này không ngờ vẫn lệ phù hỗ trợ cô ta. Tuy rằng tần manh manh không muốn rời khỏi, nhưng cô ta cũng biết tình thế vô cùng không ổn, nếu kiên trì ở lại trong nước sẽ chỉ làm tình huống trở nên xấu hơn. Trương Dương vẫn không ra mặt, an bài lệ phù tiếp nhận chuyện của tần manh manh, Lệ Phù tuy rằng không nói với cô ta hiện tại làm cho ai, nhưng Trương Dương cũng có thể đoán được. Sau lưng Lệ Phù nhất định có một người rất mạnh chống đỡ, bằng không cô ta cũng không thể dễ dàng lẻn về nước, lại có thể vận dụng nhiều lực lượng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương ngồi ở trong quán ăn ngoài viện gia thuộc tỉnh ủy ăn sáng, hắn nhận được điện thoại của Lệ Phù, đã an bài cho Tần Manh Manh rời khỏi Đông Giang. Trương Đại Quan Nhân yên lòng, vốn muốn hỏi Lệ Phù khi nào sẽ rồi trở về tìm, nhưng có thể nghĩ ra hỏi vậy là thừa, liền dứt khoát không hỏi làm gì, lệ phù tính tình thoải mái, hơn nữa cô ta trời sinh là một người mạo hiểm, nếu mình hỏi cô ta quá nhiều thì ngược lại sẽ trở thành ràng buộc của cô ta. Sở yên nhiên nhận được điện thoại, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trương Dương ngồi trong quán ăn sáng, vẫy vẫy tay cười ha ha với cô ta. Sở yên nhiên đi tới, đánh giá Trương Dương từ cao xuống thấp, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à, sớm như vậy đã tới tìm em rồi trương dương cười nói còn chắc phải là vì nhớ em tới phát điên ư sở yên nhiên nói em sao không cảm thấy nhỉ mấy ngày này tới cái bóng của anh cũng không thấy đâu em tưởng anh đã coi em thành không khí rồi cô ta có chút tức giận ngồi xuống đối diện trương dương trương dương nói vân thôn nơi này không tồi làm một bát đi sở yên nhiên nói ăn no rồi cô ta là nói thật sống ở đây mỗi ngày liễu ngọc oánh an bài an bài chuyện ăn ở rất chu đáo có điều sở yên nhiên lại không quen cuộc sống gia đình như vậy, cảm thấy ở đây bị ước thúc quá nhiều. Trương Dương đói bụng, hắn cắm đầu đối phá bữa sáng của mình. Sở yên nhiên vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, anh đói lắm à? Trương Dương gật đầu, hơi hơi. Sở yên nhiên nói, tối hôm qua tiêu hao nhiều quá à? Câu này khiến cho Trương Đại Quan nhân nghẹn, hắn xoay người ho khan vài tiếng, bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, anh nói này cô bé, em định mưu sát chồng à, Sở Yên Nhiên nói: "Khai thật ra đi, em cho anh nghỉ mấy ngày, anh có phải ra ngoài làm chuyện xấu gì không?" Trương Dương kêu khổ không ngừng, trời đất chứng giám, anh mấy ngày nay bận việc của chú Hà, hỏi thăm khắp nơi, biến thành miệng khô lưỡi khô, đến bây giờ vẫn không có kết quả, lấy đâu ra thời gian mà đi làm chuyện xấu, cho dù là làm chuyện xấu cũng phải tìm em phối hợp chứ, một mình anh làm thế nào, dùng tay hả? À? Cút đi, đáng ghét." Mặt Sở Yên Nhiên đỏ bừng. Trương đại quan nhân thầm hổ thẹn, mình hà đức hà năng mà có thể khiến nhiều người con gái xinh đẹp hết lòng vì hắn như vậy. Nếu ở triều đại tùy, mình khẳng định sẽ cấp cho người ta một danh phận, nhưng hiện tại thì dối rắm quá, con mẹ nó dối rắm quá. Luật hôn nhân vô liêm sỉ này rốt cuộc là ai làm vậy? Không phải nói người giỏi thì lo nhiều việc ư, tính yêu Việt của xã hội chủ nghĩa căn bản không được thể hiện. Sở yên nhiên đương nhiên không đoán được suy nghĩ của hắn, đang muốn nói vậy hắn thì liền thấy Trương Dương vẻ mặt tươi cười đứng lên, "Bộ trưởng Tiêu, chào ngài." Thì ra là bộ trưởng tổ chức tỉnh Tiêu Nãi Vượng cũng tới đây ăn sáng, quán ăn sáng này nằm đối diện viện gia thuộc tỉnh ủy, bình thường lãnh đạo ghé thăm đây rất nhiều. Tiêu Nãi Vượng cười nói, "Trương Dương." "Trương Dương ân cần đi tới, hỏi Tiêu Nãi Vượng ăn gì, bảo kiểu gì cũng phải để hắn trả tiền." Tiêu Nãi Vượng là dẫn gia đình tới ăn sáng, đứng ở đó nói vài câu với Trương Dương. Từ miệng Tiêu Nãi Vượng, Trương Dương biết Phó bí thư thị ủy Tưởng Hồng Cương cũng tới thăm y, xem ra Tưởng Hồng Cương lần này tới cũng không phải là đi công tác đơn thuần, thằng cha này là mượn cơ hội này để đặt nền móng cho quan hệ, chuẩn bị cho cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy. Tiêu Nãi Vượng đi rồi, Trương Dương trở lại bên cạnh Sở Yên Nhiên tiếp tục ăn đồ của hắn. Sở Yên Nhiên nhìn hắn với vẻ đầy lạ lẫm. Trương đại quan nhân nói, nhà đầu, đừng có nhìn như vậy được không, cứ như là có thù sâu lắm vậy anh chọc giận gì em à? Sở yên nhiên nói, em mỗi lần về nước nhìn thấy anh liền phát hiện anh có thay đổi, Trương Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh trước đây đã không còn nữa, anh có nhìn thấy anh vừa rồi không, mặt mày tươi cười, khúm núm nịnh bợ. Trương đại quan nhân cười nói, anh không phải gọi là khúm núm nịnh bợ, là tôn trọng lãnh đạo cấp trên, sau khi anh gặp cha em không thấy em nói anh khúm núm nịnh bợ. Sở yên nhiên nói, anh đó, càng lúc càng giống quan viên, không thích, ngẫm lại anh tương lai sẽ trở thành như cha em cả ngày không nói được vài câu em kiểu gì cũng bị anh làm buồn chết trương dương nói yên tâm anh tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy sở yên nhiên nói chúng ta buổi chiều mấy giờ thì đi đây bọn họ hẹn hôm nay cùng nhau về tân hải trương dương nói tùy anh lúc nào cũng nghe theo sự sai bảo của sở đại tiểu thư sở yên nhiên không nhịn được liền bật cười nhấc chân đá hắn một cái em không trách oan anh đâu anh nhìn đi Lúc trước có bao giờ nói những lời như vậy đâu, hiện tại mở miệng là bất giác nói cái giọng nô tài. Trương đại quan nhân cười khổ nói, anh có đến nỗi vậy đâu. Theo ý tứ của Sở Yên Nhiên, thật ra hiện tại đã muốn về Tân Hải rồi, mấy ngày nay cô ta và Trương Dương Ai làm việc nấy, rõ ràng đều ở Đông Giang nhưng không cách nào tùy tâm sử dụng ở chung một chỗ được, nhưng cô ta hôm nay còn có nhiệm vụ, Liễu Ngọc oánh hẹn cô ta cùng đi dạo phố, Sở Yên Nhiên tuy rằng không muốn đi, cũng biết Liễu Ngọc oánh có ý tốt. Muốn cùng cô ta làm tăng tiến tình cảm, tất nhiên không đành lòng làm Phật y liễu ngọc oánh. Chương 1777, tâm sự của phụ nữ anh đừng có đoán làm gì một. Sở Yên Nhiên ước định xuất phát vào 2 giờ chiều, giờ còn cách lúc xuất phát rất lâu, Trương Dương dành thời gian tới bộ chỉ huy xây dựng nội thành mới, hắn tìm Tần Thanh có việc, tới văn phòng của Tần Thanh, nhìn thấy trong phòng Tần Thanh có thêm mô hình thu nhỏ của quy hoạch nội thành mới, Trương Dương ghé tới nhìn nhìn chật chật khen, bí thư tần đại triển kế hoạch lớn, tại hạ tự thẹn không bằng. Tần Thanh nói, lúc trước nếu không có sự ủng hộ toàn lực của anh thì xây dựng nội thành mới cũng sẽ không khai triển thuận lợi như vậy đâu. Đáng tiếc anh làm nhiều chuyện cho nội thành mới đông giang như vậy. Cuối cùng tất cả công lao lại được tính cho em, nhắc tới chuyện này em cũng có chút hổ thẹn. Trương Dương cười nói, hai ta là gì với nhau chứ? Công lao tính cho ai cũng vậy thôi, vả lại, bí thư tần cũng cho anh không ít mà. Tần Thanh trợn mắt lườm hắn, chỉ chỉ vào sofa, bảo hắn ngồi ở đó. Trương Dương vẫn có hứng thú nhìn mô hình, dùng đùi đắc y nói, lát nữa anh sẽ tìm người làm một mô hình thu nhỏ của khu bảo lưu thuế nhập khẩu đặt ở trong văn phòng của anh, cứ nhìn thấy thứ này là trong lòng thấy thoải mái. Tần Thanh nói, cô ta đi rồi. Trương Dương gật đầu nói, yên tâm đi, người đón cô ta đi là bạn tốt của anh, tuyệt đối tin được. Về nội tình cụ thể của Tần Manh Manh, trương dương không muốn để tần thanh biết quá nhiều tần thanh nói anh đó cả ngày lo chuyện không đâu trương dương đi tới bên cạnh cô ta đưa cho cô ta một viên thuốc tần thanh kinh ngạc nói gì thế trương đại quan nhân nói à buổi tối hôm trước anh không phải là không kịp nhịn ư cho nên không không khéo xảy ra án mạng đó vậy hắc hắc thằng cha này cười một tiếng tần thanh nhìn nhìn viên thuốc đó thuốc sự hậu à Trương đại quan nhân nói, không phải loại đó, không nguy hiểm gì cho sức khỏe đâu. So với loại kia thì tốt hơn nhiều, là anh tự phối chế đấy. Tần Thanh nói, nào có khéo như vậy, em không uống thứ này đâu. Cô ném thuốc vào trong sọt đựng giấy. Trương đại quan nhân cả kinh nói, ấy. Tần Thanh tức giận nhìn hắn, nói anh sợ à. Anh sợ gì chứ, anh không phải là lo bụng em mà to lên rồi, sau này làm sao mà làm việc trong sĩ đồ được nữa. Tần Thanh nói, em cũng không muốn cứ như vậy nữa, không việc gì phải lo cả, nếu cẩn thận không may có thai. Anh cho em một phương thuốc phá thai là được rồi." Trương đại quan nhân nói, "Bí thư Tần, em còn có tiền đồ tốt, việc gì?" "Anh sao phiền thế, anh sợ cái gì, em có yêu cầu gì anh đâu? Chuyện chưa xảy ra mà, anh xem anh sợ đến thế nào kìa, nếu thực sự xảy ra chuyện, em tự mình chịu trách nhiệm, tuyệt đối không làm liên lụy tới anh." Trương Đại Quan Nhân nói: "Thanh Anh, anh không sợ, anh cũng chỉ là nghĩ cho em thôi." Thằng Ôn này tuyệt đối không phải là người sợ phiền phức, nhưng hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sĩ đồ của Tần Thanh. Tần Thanh nói: "Anh đừng phiền em nữa được không? Em còn có rất phiền chuyện phải làm." Trương Đại Quan Nhân cảm thấy lần này gặp Tần Thanh, tính tình của cô ta tựa hồ trở nên có chút dễ nóng này, thật ra Trương Dương không phải là sợ, tình cảm của Tần Thanh đối với hắn hắn làm sao lại không tin? Tần Thanh thà tự mình chịu khổ cũng sẽ không làm khó hắn. Thật ra những hồng nhan chi kỷ của hắn người nào đối với hắn mà không phải vậy, an ngữ thần tới Thụy Sĩ, còn không phải là sợ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn ư. Trương Dương không muốn Tần Thanh mang thai, ít nhất là hiện tại không muốn, Tần Thanh khác an ngữ thần. Cô ta đang ở lúc bay cao, còn có tiền đồ tốt, nếu thực sự mang thai, như vậy tất cả những gì phải khổ cực phấn đấu trong nhiều năm qua đều sẽ uống phỉ. Tần Thanh quả nhiên không quan tâm tới hắn nữa, cầm văn kiện lên duyệt. Trương Dương không khỏi thở dài, ngồi xuống ở bên cạnh. Hai mắt ngơ ngác nhìn Tần Thanh. Tần Thanh nói, sao? Anh không cần đi làm à, hay là định điều về lại đây từ Tân Hải? Trương Dương nói, hai giờ chiều khởi hành, giờ tới là để tạm biệt em. Tần Thanh gặp văn kiện lại, ngoác ngón tay với Trương Dương, Trương Dương ghé tới, Tần Thanh nói khẽ, em có thể xử lý tốt chuyện của mình, anh yên tâm, chàng ngốc à. Cứ an tâm đi làm việc của anh đi. Vừa rồi tự dưng nổi giận với Trương Dương, nhưng sau khi nói xong, Tần Thanh lập tức cảm thấy không cần thiết. Trương Dương đối với cô ta như thế nào cô ta chẳng lẽ không biết. Vì cô ta Trương Dương ngay cả tính mạng cũng có thể bỏ, huống chi là chút việc nhỏ này, Trương Dương tuyệt đối không phải là một người vô trách nhiệm, Tần Thanh cũng không phải tức giận vì chuyện này, cô ta chỉ cho rằng Trương Dương không hiểu cô ta trong chuyện này, tuổi của cô ta đã không nhỏ nữa rồi, những người cùng tuổi với cô ta đa số đã làm mẹ, mỗi khi nghĩ tới, trong lòng Tần Thanh không khỏi có chút phiền muộn. Trương Dương nói Thanh, anh thực sự là không sợ gì cả. Tần Thanh gắt, biết rồi, được rồi, em còn phải làm việc, lát nữa còn phải học nhưng, anh cảm thấy mình lợi hại vậy ư, nói dính là dính à. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chẳng lẽ em không biết là anh rất lợi hại ư. Tần Thanh nói, đừng nói hưu nói vượn nữa, nơi này là văn phòng, Thật sự muốn em đuổi anh ra ngoài à? Lúc này Thường Lăng Phong tới đưa giấy đấu thầu cho Tần Thanh, nhìn thấy Trương Dương ở đây, Thường Lăng Phong cười nói, "Hoan nghênh bí thư Trương tới chỉ đạo công tác." Trương Dương trêu, "Tình yêu quả nhiên có thể khiến cho người ta thay đổi, không ngờ Thường Lăng Phong trước giờ luôn thâm trầm cũng trở nên hài hước như vậy." Tần Thanh cười nói, "Lăng Phong trước giờ luôn hài hước mà, chỉ là không phát huy khi ở bên cạnh anh thôi." Thường Lăng Phong nói, "Không làm phiền hai người bàn công tác." tôi đi trước đây. Trương Dương nói, tôi cũng phải đi rồi, bí thư Tần, tạm biệt, chuyện tôi nói với cô, cô suy nghĩ nhé. Tần Thanh thức giận nói, không cần phải nghĩ, cứ theo lời tôi nói mà làm. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc, thường Lăng Phong đương nhiên không biết hai người bọn họ bàn gì, hắn vốn là người không hiếu kỳ, hơn nữa thường Lăng Phong tính tình hướng nội, cho dù là nhìn ra thì hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hắn và Trương Dương cùng nhau rời khỏi văn phòng, Thường Lăng Phong nói: "Hôm nay sao rảnh vậy?" Trương Dương nói: "Tới đây bàn chuyện công tác, thuận tiện đến xem tình huống xây dựng của nội thành mới, dù sao cũng từng công tác ở đây, có tình cảm đối với nơi này." Thường Lăng Phong cười nói: "Đã có tình cảm thì dứt khoát về đi." Trương Dương nói: "Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ, tôi buổi chiều lại về Tân Hải rồi." Thường Lăng Phong nói: "Có thời gian không? Tôi vừa hay phải tới chùa Thu Hà, hôm nay lại có một pho tượng Phật vàng được quyên." Trương Dương nói: "Chùa Thu Hà xây nhanh như vậy à?" Thường Lăng Phong nói: "Không nhanh đâu, công trình xây dựng từng nhóm, hiện tại quảng trường tiền điện và Thiên Vương điện đã làm gần xong rồi." Trương Dương lúc này dù sao cũng không có việc gì, vừa hay tới chùa Thu Hà xem, hai người lái xe một trước một sau tới chùa Thu Hà, bởi vì đường thông tới chùa vẫn chưa được xây xong hoàn toàn, xe tải đi lại khiến đường mấp mô. Trương Dương và Thường Lăng Phong hai người đỗ xe ở nơi trống trải phía trước sau đó từ đường nhỏ tiến vào công trường. Quảng trường ở tiền điện của chùa Thu Hà đang đang tiến hành lát nền và xây dựng cảnh quan, cửa lớn và thiên vương điện cũng đã được xây xong, dựa theo quy hoạch của phía xây dựng, công trình tu bổ tổng cộng chia làm ba, kỳ thứ nhất trước tiên xây xong phía trước chùa, dự tính mùng 1 tháng 7 là có thể mở cửa, bộ phận này chủ yếu là cửa lớn quảng trường và thiên vương điện, đại bộ phận công trình vẫn ở phía sau, nội dung quy hoạch xây dựng còn bao gồm đại hùng bảo điện, Tàng Kinh Các, Phật Quang Tháp và Phật Đồng Xanh. Trong đó bức tượng Phật Đồng Xanh và tượng Phật Hương Giác Nam Bắc Hô ứng. Quy mô và khí thế cũng được cho là như nhau. Quảng trường rất lớn, bởi vì xanh hóa vừa mới bắt đầu nên lộ ra có chút trụi lùi, như vậy càng mang tới cảm giác thông thoáng. Chính giữa quảng trường có một tòa suối phun cỡ lớn, chung quanh suối phun là 18 vị la hán được điêu khắc bằng đồng. trương đại quan nhân lấy làm lạ, tốc độ xây dựng quả thực là biến chuyển từng ngày, nhớ ngày đó khi hắn rời khỏi Đông Giang, bên này vẫn là một mảng hoang vu, không ngờ trong thời gian ngắn ngủn đã biến thành hữu mô hữu dạng. Thường Lăng Phong nói, căn cứ vào tốc độ xây dựng hiện tại thì trước mùng 1 tháng 7, một bộ phận công trình có thể hoàn công rồi, vừa hay là một lễ vật mừng Hong Kong trở về. Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười nói, lần này vội vàng tặng lễ hồi quy không ít nhi, trên dưới toàn quốc, không có 10 vạn hạng mục thì cũng có một vạn. Thường Lăng Phong cười nói, cũng là chuyện tốt mà, mượn việc vui hồi quy cảo làm kinh tế sống động, kéo động một ít nhu cầu nội bộ, vừa mang tới tác dụng tặng lễ vừa xúc tiến phát triển kinh tế, lưỡng toàn Mỹ, cớ sao mà không làm. Trương đại quan nhân lại nhìn vấn đề từ góc độ khác, anh chờ coi đi, sang năm hệ thống kiểm tra kỷ luật khẳng định sẽ rất bận. Thường lăng phong ngây ra một thoáng, sau đó mới hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi cười cười gật đầu, đúng vậy, công trình xây dựng chẳng những phải kiểm nghiệm chất lượng công trình, đồng thời còn kiểm nghiệm nguyên tắc đảng tính của người phụ trách, nếu không chịu nổi hoặc rất có khả năng sẽ té ngã trên vấn đề. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, lần này tôi đến sao không nhìn thấy Trương Duệ Dung. Thường Lăng Phong nói, cô ta trở lại kinh thành rồi, nhân lúc mùng một tháng năm đi thăm cô của cô ta. Trương Dương hừ một tiếng, Trương Bích quân ư, Lăng Phong, bạn hữu khuyên anh một câu, anh tránh xa cô ta một chút, tôi luôn cảm thấy nữ nhân này có chút biến thái. Thường Lăng Phong bất đắc dĩ cười nói, được rồi, tôi tự nắm có chừng mực của mình, và lại thêm mấy tháng nữa là tôi và Duệ Dung sẽ tới châu Âu du học rồi. Trương Dương nói, yêu Giang Sơn nhưng thích Mỹ nhân hơn. Lăng Phong, thật ra tiêu chuẩn này của anh căn bản không đáng học tập, điều anh phải làm là mang tri thức của anh ra để hồi báo xã hội. Bạn hữu thật sự là tiếc hận cho anh, trong lòng mang tuyệt học mà đã tảo hôn rồi. Thường Lăng Phong bị hắn khiến cho bật cười, Trương Dương, anh tôi tôi thích mỹ nhân thì tôi thừa nhận, nhưng tôi đối với Giang Sơn trước giờ không có ham muốn gì, học không có chừng mực, anh đừng tân bốc tôi, điều tôi phải học còn nhiều lắm. Trương Dương, Trương Dương, đừng tự rát vàng lên mặt, anh chính là đánh cờ hiệu tới châu Âu học để tán gái, nhưng tình cảm có tốt đấy mấy cũng không thể nào cả đời uống nước lọc mà sống được. Lăng Phong, tôi luôn coi anh là thầy giáo trong sự nghiệp của tôi, anh đi rồi tôi thấy trống vắng lắm. Chương 1778, tâm sự của phụ nữ anh đừng có đoán làm gì hai. Thường Lăng Phong nói, anh coi tôi là thầy bao giờ, tôi coi tôi là sư gia của anh thì đúng hơn. Trương Dương cười nói, thường sư gia, anh không thể cân nhắc lại ư, tìm kiếm cân bằng giữa tình cảm và tình bạn, không thể cưới vợ rồi thì ném hết bạn bè đi được. Thường Lăng Phong nói, tôi làm sư gia cho anh cũng không ít năm rồi, hiện tại bên cạnh anh có Tinh binh cường tướng như Thường Hải Thiên, Kiều Mộng Viện năng lực của bọn họ đều mạnh hơn tôi, anh đừng có treo của tôi lên cây. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là cầu anh về lại bên cạnh tôi làm sư gia, tôi chỉ cảm thấy một thân học vấn của này hiện tại để hoang phế thì thật sự rất đáng tiếc. Thường Lăng Phong nói, tôi là nghỉ ngơi tạm thời thôi, để nhân sinh của bản thân có một lần giảm sóc, không phải là cả đời không làm gì cả. Trương Dương gật đầu, hy vọng thời gian nghỉ ngơi của anh đừng quá dài. Hòa Thượng Tam Bảo đứng ở bậc thang, một tay chống nạnh, một tay cầm loa, lớn tiếng nói gì đó, khi nói chuyện khí thế mười phần, cái bụng còn cố ý ưỡn về phía trước, sống những ngày quá thư thái, bụng không ngừng to ra, nếu cho thằng cha này mặc tây trang, thật sự là nhìn qua giống một lão bản hơn. Tam Bảo nhìn thấy Trương Dương và Thường Lăng Phong, từ xa phất phất tay với bọn họ, vội vàng kết thúc trò chuyện, bước nhanh tới chỗ bọn họ, tới trước mặt Trương Dương, y niệm Phật hiệu, a di Đà Phật, không biết bí thư Trương Đại Giá Quang Lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội trương dương cười nói một người xuất ra sao lại có lễ tiết dườm dài nhiều như vậy tam bảo nói tình cảm của tôi đối với bí thư trương cuồn cuộn như nước trường giang thường lăng phong nghe đến đây thì không nhịn được liền cười ra tiếng tam bảo à tam bảo anh thực sự nên đổi nghề đi lăn lộn trong quan trường ấy bí thư trương đang cần một băng thủ hay là anh hoàn tục để phát triển đi mắt tam bảo chấp chấp lộ ra vài phần chờ mong trương đại quan nhân vội vàng chặt đứt suy nghĩ của hắn phật học là học vấn bí hiểm nhất trên thế giới trẻ tuổi như tam bảo đại sư đã có được tạo hóa lớn như vậy về sau khẳng định sẽ là người phi thăng thành phật tôi cũng không dám làm chậm chế tiền đồ của anh tam bảo cười nói sống chính là một loại tu hành trong hay ngoài phật môn có khác biệt thật nhưng tu hành thì như nhau cả thôi thường lăng phong nói kim phật đã đến chưa tam bảo cười nói đến rồi đến rồi tôi dẫn bọn anh đi xem khi mấy người đang tán gẫu thì nhìn thấy Kỳ Sơn từ xa đi tới, Tam Bảo và Kỳ Sơn cũng là người quen, Kỳ tổng cũng tới à? Kỳ Sơn không ngờ không hẹn mà gặp Trương Dương ở đây. Hắn cười nói, "Bí thư Trương, đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng." Trương Dương cười nói, "Anh hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi." Kỳ Sơn cười nói, "Cuộc sống của tôi không thể thủy chung là mây mưa đầy trời được, ngẫu nhiên cũng có lúc ánh nắng rực rỡ." Trương Dương nói, phí dụng tiệc rượu đã tính xong chưa? Kỳ Sơn cười nói, bí thư Trương đúng là tục khí, nơi Phật môn thanh tịnh, không ngờ lại nói tới tiền. Trương Dương nói, anh em ruột cũng phải rõ ràng, vừa hay Lăng Phong cũng ở đây, anh đưa hóa đơn cho tôi, tôi lát nữa bảo Lăng Phong chuyển tiền cho tôi. Kỳ Sơn nói, tôi muốn bảo không nhận tiền, nhưng bí thư Trương khẳng định không muốn gánh nội danh nhận hối lộ. Hắn từ trong ví lấy ra một tờ hóa đơn tiệc đưa cho Trương Dương mỉm cười nói, bên trên có tài khoản của tôi, bí thư trương lát nữa gửi tiền vào đây là được rồi, hôm khác tôi bảo người đưa hóa đơn cho anh. Kỳ Sơn lần này tới đây cũng để chiêm ngưỡng Kim Phật, Hòa Thượng Tam bảo dẫn bọn họ tới Bảo Điện để Kim Phật tạm thời, vì đây là Kim Phật mà thương nhân Đài Loan quyên tặng. Phía chùa cũng đặc biệt mời thêm bảo vệ, hơn nữa Kim Phật được đặt trong tủ thủy tinh, biện pháp giám sát trong Bảo Điện cũng rất khả quan. Tam Bảo giới thiệu với bọn họ, bức kim Phật này là được làm hoàn toàn bằng hoàng kim. Trương Dương lắc đầu nói, không thể nào, một pho tượng kim Phật lớn như vậy nếu bằng vàng dòng thì phải nặng tới vài tấn. Ai mà giàu thế? Tam Bảo nói, An Đức Huyên, ngài chắc biết, con trai của An Lão. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy không khỏi nhíu mày, hắn đương nhiên biết An Đức Huyên, có điều bối cảnh của An Đức Huyên cũng không trong sạch, hắn là lão đại của tín nghĩa xã Đài Loan, là xã hội đen không ngờ không ngờ cũng có lòng từ bi tặng một pho tượng kim Phật. Thường Lăng Phong nói, nặng bao nhiêu? Tam Bảo nói, một tấn. Trương Dương nói, nhẹ như vậy ư, giống ruột à. Tam Bảo nói, chắc là rỗng ở giữa. Tuy rằng như vậy nhưng một tấn hoàng kim cũng có giá trị kinh người rồi. Thường Lăng Phong nói, không thể là vàng dòng. Tam Bảo nói, dùng một trăm cây di vàng dòng thôi. Y cũng nói thật. Kim Phật quả này Phật quả không phải là vàng ròng nhưng 100 cây di vàng dòng với giá thị trường hiện tại thì cũng hơn 1.000 vạn rồi. Kỳ Sơn dâng hương, quỳ lạy rất chân thành. Trương Dương và Thường Lăng phong dạo qua một vòng quanh Kim Phật, rồi về trong viện. Kỳ Sơn dâng hương xong thì đi ra, nói với Trương Dương, sao không dâng hương? Trương Dương nói, không có gì để xin, anh xin vậy. Kỳ Sơn nói, hứa nguyện không thể nói ra, nói ra thì mất linh. Trương Dương nói có gì mà bí mật thế? Anh khẳng định là cầu phúc cho Lâm Tuyết Quyên rồi, cầu Phật tổ phù hộ cho cô ta sớm ngày bình phục. Kỳ Sơn bị hắn nói chúng, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thường Lăng Phong đi theo Tam Bảo thị sát hiện trường công trường. Kỳ Sơn mời Trương Dương tới ngồi dưới một cây Hoàng Dương thụ trong sân. Hắn thở dài nói chuyện lần này của Tuyết Quyên tôi cũng có trách nhiệm. Nếu không phải tôi và cô ta đi lại quá thân thiết, thì cũng không đến mức để Hoắc Vân Chung hiểu lầm. Trương Dương nói, thật ra cho dù không có chuyện này thì hai vợ chồng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Hoác Vân Trung này lòng giả rất hẹp hòi, làm gì có loại người như vậy, tự tìm mũ xanh đội lên đầu mình, quá biến thái. Trương Dương miệng thì mắng Hoác Vân Trung, nhưng hắn cũng nhìn ra Kỳ Sơn và Lâm Tuyết Quyên có chút ám muội. Kỳ Sơn nói, chuyện tiệc cưới tôi thì là có lỗi, nếu không phải là vì nguyên nhân của tôi thì cũng sẽ không tới mức khiến bữa tiệc mất vui. Trương Dương nói, anh giúp tôi nhiều như vậy, Tôi cảm kích anh còn không kịp nữa là." Kỳ Sơn nói, "Bọn họ hoài nghi tôi buôn lậu thuốc phiện, anh có tin không?" Trương Dương không ngờ Kỳ Sơn lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này, Trương Dương nói, "Tôi tin hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là công an có tin hay không." Kỳ Sơn nhìn khói nhẹ lượn lờ trong lư hương, ánh mắt hắn cũng trở nên mê mang, nói khẽ từ lần trước Tiểu Phong bị người ta hãm hại, bọn họ liền hoài nghi tôi buôn lậu thuốc phiện, mỗi một khoản tiền mà tôi kiếm được đều tra được lai lịch đều là thông qua buôn bán chân chính mà có, tôi thực sự không biết những người này vì sao lại cứ muốn hất nước bẩn lên người tôi." Trương Dương nói, "Mỗi người đều phải gánh trách nhiệm cho hành vi của mình, anh không làm thì cứ ưỡn ngực mà làm người, việc gì phải sợ người khác nói gì, phía cảnh sát cũng tôn trọng chứng cớ, bằng không anh sau khi bị bắt thì làm sao mà được ra nhanh vậy?" Kỳ Sơn nói, "Điều này cũng chứng tỏ sự trong sạch của tôi." Trương Dương nói, "Tôi cũng hy vọng anh trong sạch." Kỳ Sơn mỉm cười nhìn Trương Dương, một người nếu như làm chuyện xấu thì hắn Vĩnh Viễn sẽ không thể được khoái hoạt thực sự. Trương Dương nói, bởi vì con người ta ai cũng có lương tâm, làm chuyện xấu, lương tâm của hắn sẽ bị dần vặt. Kỳ Sơn nói, không làm chuyện xấu thì không sợ gõ cửa gõ cửa, từ sau khi Tiểu Phong mất, nhân sinh của tôi liền trở nên buồn tẻ vô vị, tôi hiện tại đặc biệt muốn về hưu, có lẽ có một ngày, tôi sẽ kết thúc tất cả công tác, sau đó triệt để về hưu, tìm một hòn đảo nhỏ Dựng một căn nhà gỗ ở bờ biển, mua một con thuyền, ngày ngày rong chơi trên bãi cát và trong biển xanh. Trương Dương nói, tâm thái của anh cứ như là một ông già vậy. Kỳ Sơn cười ha ha, nói tâm thái của tôi quả thật là già hơn so với tuổi. Trương Dương nói, không chỉ anh, Thường Lăng Phong cũng giống anh, anh mới chỉ nói thôi, còn hắn thì đã thực hiện rồi. Kỳ Sơn ngạc nhiên nói, chủ nhiệm thường muốn về hưu ư? Trương Dương nói, cũng gần như về hưu qua mấy tháng nữa hắn sẽ tới châu âu du chọc đi cùng bạn gái hắn theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của bọn họ kỳ sơn nói khẽ thật sự là hâm mộ bọn họ nhưng trên đời này tình cảm của đa số người chưa chắc đã được mỹ mãn trương dương nói anh có phải vẫn luôn yêu lâm tuyết quyên không kỳ sơn không nói gì hai tay của hắn xoắn vào nhau để dưới cằm trương dương vỗ vai hắn nói vỗ vai hắn nói vỗ vai hắn nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tuy rằng anh là người cực kỳ thông minh cơ trí, nhưng trong vấn đề tình cảm của chính anh thì lại xử lý vô cùng dối rắm Kỳ Sơn cười nói, vậy bí thư Trương không ngại chỉ điểm tôi một chút đi. Trương Dương nói, người bất đồng, phương thức xử lý tình cảm cũng khác nhau, tôi chỉ cần gặp người tôi yêu thì tôi sẽ tuyệt đối không mềm tay, thật ra làm bất kỳ chuyện gì cũng không thể do dự, một người không thể sống hai đời, nếu thích một người mà không dám nói ra thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì kỳ sơn thở dài nói tuyết quyên đang muốn ly hôn với hoác vân trung tôi thì không dám đi tìm cô ta không biết vì sao bí mật được che giấu sâu nhất trong lòng hắn lại đem nói với trương dương trước đây chuyện tình cảm của hắn không bao giờ chia sẻ với người khác kỳ sơn ý thức được mình đã coi trương dương là bằng hữu tri tâm nhưng chữ bằng hữu này vẫn để trong ngoặc kép bởi vì trên người hắn có dấu quá nhiều bí mật quá nhiều bí mật không thể cho ai biết trương dương nói vậy chờ sau khi bọn họ ly hôn anh hãy tìm cô ta nói chuyện hiện tại đi tìm cô ta thì chỉ tổ gánh danh phá hoại gia đình người ta. Kỳ Sơn nói, tình cảm tuyệt đối không thể do dự, một khi bỏ qua thì về sau muốn tìm lại là rất quá khó khăn. Trương Dương nói, tôi đi đây, buổi chiều hôm nay còn phải trở về Tân Hải. Kỳ Sơn nói, cùng nhau ăn bữa cơm rồi đi, dù sao đi đâu cũng phải ăn cơm mà. Trương Dương nhìn đồng hồ thấy còn sớm, liền gật đầu. Tam Bảo cũng đã an bài đầu bếp chuẩn bị cơm chay, tự mình tới mời họ đi ăn trưa. Trong lúc này, y đưa một số Phật Châu vừa được khai quang cho ba người Trương Dương, Hòa Thượng Tam Bảo rất có nghề trong quan hệ. Khi ăn cơm, Tam Bảo bàn tới sự phát triển bồng bột của văn hóa Phật giáo trong nước hiện tại, nói với Trương Dương, thật ra các anh làm khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cũng có thể vạch ra một khối đất để trùng kiến văn hóa Phật giáo hiện tại. Hiện tại bất kỳ một tòa thành thị nào cũng chú trọng phát triển khối này, Phật giáo đối với ngành du lịch có tác dụng thúc đẩy rất lớn chương 1779, công khai 1. Nếu nói thông qua Phật giáo để thúc đẩy ngành du lịch, Trương Dương lúc trước ở Giang Thành đã từng làm rồi, hơn nữa hắn và Tam Bảo cũng là thông qua tu kiến chùa Nam Lâm mới quen nhau. Trương Dương nói, trong phạm vi khu bảo lưu thuế nhập khẩu có một tòa tĩnh vân tự, thức ăn chay nơi đó rất ngon, có điều quy mô chùa triển cũng không lớn, hương khói cũng không không tính là thịnh. Tam Bảo nói, thật ra hiện tại phát triển du lịch Phật giáo cũng rất đơn giản, chỉ cần tu kiến một tòa đại Phật, nhất định phải lớn lớn mới có thể hấp dẫn người ta mới có thể có khí thế kỳ sơn cười nói tam bảo đúng là nhân tài không được trọng dụng nên đi làm quan bí thư trương anh hay là mời tam bảo tới tân hải làm cục trưởng cục du lịch đi trương dương cười nói tôi nếu thực sự như vậy như vậy thì chỉ sợ đơn kiện tôi sẽ được chất đống ở ủy ban kỷ luật tỉnh mất mấy người đều bật cười thường lăng phong nói thật ra những lời của tam bảo cũng rất có đạo lý gần đây xuất hiện văn hóa phật giáo nóng rực bất kỳ một tòa thành thị nào trên cơ bản cũng đều có một ngôi chùa làm địa tiêu bí thư trương anh hay là cân nhắc một chút đi tạo ra một khối thánh địa phật giáo ở tân hải tam bảo nói bí thư trương nếu xây chùa ở tân hải tôi nguyện ý hy sinh lợi ích cá nhân tới hỗ trợ trương dương cười nói chuyện này tạm thời không nằm trong kế hoạch của tôi hắn có chút tò mò nói tam bảo sao đột nhiên cổ động tôi xây xua hòa thượng tam bảo nói là như thế này tôi mấy ngày trước có quen một vị phú thương y có ý đầu tư một ngôi chùa ở bình hải kỳ sơn nói đầu tư chùa miếu thế không phải là quyên giúp ư tam bảo nói hiện tại trong nước có người làm sinh ý ở phương diện này liên hợp với cục tôn giáo hai bên ký kết hợp đồng sau khi xây xong chùa thì phía đầu tư sẽ lấy đi tiền lãi trong bao nhiêu năm đợi hợp đồng mãn hạn rồi phía đầu tư sẽ rút lui chùa miếu lại thuộc về nhà nước Trương Dương nói, hiện tại làm sinh ý gì cũng có, một số người có cả chủ ý với Phật tổ, Kỳ Sơn. Anh không nghĩ tới vấn đề này à? Kỳ Sơn cười nói, thôi tôi quan hệ với tôm cá cho đơn giản, loại tiền thẹn với lòng này tôi không muốn kiếm. Trương Dương còn chưa ăn xong thì Sở Yên Nhiên đã gọi điện thoại tới. Nói là cô ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát trước, quả nhiên là kế hoạch không bằng biến hóa. Trương Dương nói một tiếng với bọn họ rồi chạy về nhà Tống Hoài Minh. Chu Sơn Hổ cũng đã đến, đang giúp đưa hành lý lên xe thương vụ. Liễu Ngọc Oánh nắm tay lão Thái Thái đứng nói chuyện ở cửa, nhìn thấy Trương Dương tới, Liễu Ngọc Oánh nói: "Trương Dương, sao mấy ngày nay không tới nhà ăn cơm, cậu còn bận việc gì à?" Trương Dương cười nói: "Còn không phải là bận việc kết hôn của em cháu ư, vừa thanh toán hóa đơn tiệc xong. Đợi lần sau cháu tới nhất định sẽ tới ăn cơm ạ." À. Liễu Ngọc Oánh đỡ Margaret lên xe, chiếc xe thương vem này là của Lâm Tú người nhà họ cũng tới Tân Hải Thi Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ lái xe Việt giã của mình tới khách sạn đón bốn người nhà Lâm Tú. Mình thì lái xe thương vụ, chở sở Yên Nhiên và Margaret tới cửa vào đường cao tốc. Sau khi tới Tân Hải, Trương Dương trực tiếp đưa bọn họ tới Hải Dương Hoa Viên, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Phó Trường Trinh đã an bài tốt từ trước. Chuẩn bị một căn biệt thự cho bọn họ, còn đặc biệt mời tới một vị đầu bếp từ nhà khách huyện ủy, làm một bàn tiệc hải sản. Margaret tỏ vẻ hài lòng với sự an bài của Trương Dương. Lâm Tú nói, Trương Dương, thật không ngờ, điều kiện nơi này còn hơn cả khách sạn 5 sao. Trương Dương cười nói, mọi người khó khăn lắm mới đến một chuyến. Đương nhiên phải tận lực để mọi người được hài lòng rồi. Hắn mời mọi người nhập tỏa. Mở một bình đại minh xuân, tạ hiểu quân vội vàng đứng lên rót rượu. Hắn bội phục Trương Dương tới sát đất, điềm nhiên hỏi, sư phụ, lần này tôi định ở Tân Hải thêm vài ngày, ở bên cạnh anh học thêm ít công phu. Tạ Chí quốc nói, con nghĩ sư phụ con cũng lông bông như con à. Hắn là bí thư thị ủy Tân Hải, cả ngày phải làm việc cũng đủ mệt rồi. Trương Dương cười nói, lát nữa tôi sẽ dạy cho cậu vài chiêu, có điều ở bên cạnh tôi thì tôi cũng không có thời gian tiếp cậu đâu. Tạ Hiểu Quân rót rượu cho sở yên nhiên, sở yên nhiên nói, tôi không uống rượu, cậu ra xe mang rượu Louis tới đây. Tạ Hiểu Quân nói, vâng, sư nương hắn xưng hô đối với sở yên nhiên cũng từ chị yên nhiên biến thành sư nương sở yên nhiên hắn hắn gọi một tiếng sư nương thì mặt đỏ bừng gắt thằng nhóc không nghiêm túc mọi người đều bật cười sở yên nhiên chừng mắt lườm trương dương một cái anh nhận đồ đệ tốt quá nhỉ công phu thì không học được nhưng mồm mép thì học được bảy thành rồi trương dương nói cái này không phải là anh dạy tạ trí quốc nói cả ngày chém gió với đám người đội bóng mồm mép cũng lưu loát hơn hướng nói với từ ngưng ở bên cạnh tiểu ngưng bình thường hiểu quân khi ở với em cũng lẻo mép như vậy ư từ ngưng cười nói em không cảm thấy anh ấy lẻo mép chỉ cảm thấy anh ấy hài hước margaret nói cái này gọi là trong mắt tình nhân có tây thi tiểu ngưng nhìn hiểu quân tất nhiên là thế nào cũng tốt giống như yên nhiên nhìn trương dương vậy sở yên nhiên nói con chẳng cảm thấy hắn tốt cả ngày chỉ biết chọc giận con thôi trương dương nói anh chọc giận em bao giờ anh lúc nào cũng ngoan ngoãn mà, bà ngoài, bà nói xem, cháu có phải là rất ngoan không? Margaret cười nói, con trai không thể quá ngoan được, quá ngoan thì ngược lại con gái sẽ không thích, nếu không thì sao có câu, nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu. Mọi người lại bật cười, tạ hiểu quân cầm chai rượu vang bước vào, hắn nghe thấy lời nói mới rồi của Margaret, cũng cười theo, mẹ, em thích cha con, có phải là vì ông ấy rất xấu không? tạ trí quốc trừng mắt lườm hắn một cái, không biết lớn nhỏ. Lâm Tú cười nói, cha con á, cả đời không biết làm chuyện xấu. Trương đại quan nhân trong lòng thì không tin, không biết làm chuyện xấu ư, vậy thì tạ hiểu quân làm sao mà có. Đương nhiên những lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, không nói ra ngoài được. Người nhà ăn cơm chiều xong thì tới biệt thự bên cạnh nghỉ ngơi, Margaret lớn tuổi rồi, tinh lực tất nhiên không bằng được những người tuổi trẻ này này cho nên đi ngủ sớm. Trương Dương và Sở Yên Nhiên tới ban công, từ ban công nhìn về biển trong bóng đêm. Sở Yên Nhiên nói: "Tối như mực chẳng thấy gì cả." Trương Dương ôm cô ta từ phía sau, khẽ hôn lên tai cô ta, "Tối như mực không phải rất tốt ư? Hai ta vừa hay có thể làm chút chuyện xấu." Sở Yên Nhiên đỏ mặt, "Anh đúng là một tên xấu xa trời sinh, anh nếu nhận đệ nhị thì không ai dám nhận đệ nhất cả." Trương Dương nói: "Coi trọng anh quá rồi, anh chính là một đảng viên tốt, cán bộ tốt." Sở Yên Nhiên nói, em sao không nhìn ra nhỉ? Trương đại quan nhân kéo tay cô ta, dí vào háng mình, cười xấu nói có phải là rất thẳng không? Sở Yên Nhiên cắn cắn môi, rút tay về đấm một quyền vào ngực hắn, Trương Dương kéo cô ta vào trong lòng mình, cực kỳ nhiệt liệt hôn môi cô ta, lông mi của Sở Yên Nhiên hơi hơi rung động như cánh bước, hôn một lúc lâu cô ta mới dẫy ra, ôn nhu nói còn chưa tắm rửa mà. Trương đại quan nhân không chút khách khí nói cùng nhau tắm. Trương đại quan nhân tối hôm đó ở lại biệt thự, đương nhiên khi trời sắp sáng, vẫn phải lưu luyến không rời chui ra khỏi chăn của sở yên nhiên, con người mà, chính là hư ngụy như vậy, rõ ràng là chuyện xấu gì cũng làm rồi, nhưng vẫn phải giả vờ như chính nhân quân tử. Trương Dương nằm hơn một tiếng đồng hồ trong khách phòng, thì đứng dậy rửa mặt, tới hoa viên nhìn thấy lão thái thái đã dậy rồi, đang ngồi ngắm hoa. Trương Dương cười nói, bà ngoại dậy sớm vậy, Margaret cười nói, tối hôm qua ngủ ngon không? Da mặt Trương Đại quan nhân nóng lên, có điều da mặt của thằng cha này cũng đủ dày, dù sao Margaret cũng không nhìn ra được biến hóa trên vẻ mặt của hắn, Trương Dương nói, ngon lắm. Hắn nhìn đồng hồ, bà ngoại, cháu phải đi làm rồi, buổi sáng hôm nay còn có cuộc họp, chờ cháu xong việc sẽ dẫn mọi người đi chơi. Margaret nói, không cần cậu đưa đâu, đợi lát nữa yên nhiên dậy, chúng tôi đi ăn sáng, sau đó tùy tiện đi dạo xung quanh cậu mau đi làm đi, công tác quan trọng hơn. Trương Dương gật đầu, hắn không lái xe, lựa chọn đi bộ tới trung tâm hành chính, tới căn tin ăn bữa sáng, vừa mới trở lại văn phòng thì Phó Trường Trinh đã bước vào, bí thư Trương, cuộc họp thường ủy buổi sáng có mở đúng giờ không? Trương Dương gật đầu, đương nhiên phải mở đúng giờ rồi, cậu đi chuẩn bị đi đi, đúng rồi, cậu thông chi cho Phó Thị trưởng đồng trước một tiếng, bảo hắn lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến. Phó Trường Trinh xoay người đi, không lâu sau Đồng Ngọc Vũ tới văn phòng, vẻ mặt tươi cười nói, bí thư Trương tìm tôi à? Trương Dương gật đầu, chỉ chỉ vào ghế dựa đối diện, Đồng Ngọc Vũ ngồi xuống, bí thư Trương có gì phân phó? Trương Dương mở ngăn kéo lấy ra một phong bì rồi ném cho Đồng Ngọc Vũ. Đồng Ngọc Vũ ngây ra một thoáng, nhìn ra cái phong bì này là phong bì đựng tiền mừng của hắn khi tới Đông Giang tham dự đám cưới. Đồng Ngọc Vũ nói, bí thư Trương, nào có đạo lý trả lại quà đã tặng rồi. Trương Dương nói, nhiều quá, tiền lương một năm của anh được bao nhiêu, lần này tặng cả thu nhập hai năm, chẳng lẽ anh muốn để người nhà anh ăn không khí à? Trương 1780, công khai 2. Đồng Ngọc Vũ lúng túng nói, nhưng... Trương Dương nói, không nhưng gì cả, các đồng chí khác cũng vậy thôi, tôi trả lại hết, anh đếm đi, tôi rút 200 đồng từ bên trong, tiền mừng tôi nhận rồi, tâm ý tôi cũng nhận, chỗ còn lại thì anh cầm về đi. Đồng Ngọc Vũ nói, Bí Thư Trương, tôi chỉ là muốn biểu đạt một chút tâm ý của mình. Trương Dương nói, biểu đạt tâm ý không nhất định phải dùng tiền, anh ở trong thể chế công tác lâu như vậy rồi, anh nên minh bạch đám người chúng ta phải kỵ húy những gì, biết rõ là phạm sai lầm mà anh không ngờ vẫn làm vậy. Đồng Ngọc Vũ nhìn thấy thái độ của Trương Dương rất kiên quyết thì chỉ có thể chỉ có thể nhận lại phong bì, Bí Thư Trương, tôi đã hiểu rồi. Trương Dương nói, sau khi tôi trả lại tiền, đều lấy của mọi người 200, tới lúc đó tôi sẽ công khai danh sách quá biếu. Đồng Ngọc Vũ nói, Bí Thư Trương, ngài thật sự là quá thanh liêm rồi, hiện tại lãnh đạo có lòng giả như ngài thực sự là không nhiều. Trương Dương, nói thật ra đa số cán bộ trong chúng ta đều là đồng chí tốt, nếu chúng ta mỗi người đều có thể làm tấm gương tốt thì đội ngũ cán bộ chúng ta sẽ thanh liêm hơn rất nhiều. Những lời này Trương Dương lại đem ra nói trên cuộc họp thường ủy, thằng cha này gần đây thường xuyên nói tới vấn đề thanh liêm tự luật, đương nhiên mặc cho trương đại quan nhân nói nước miếng bay tứ tung, mỗi người nghe trong lòng đều có tiêu chuẩn của mình. Thị trưởng hứa song kỳ không tin trương dương thanh liêm, cái khác không nói, chỉ cần quần áo trên người hắn thôi đã không thể nhìn ra được một chút hít gian khổ mộc mạc nào cả. Ai cũng nói được, nhưng đó là yêu cầu người khác, còn với mình thì trường mực sẽ khác hẳn. Trương Dương nói, tôi nói về việc tư nhé, có thể mọi người đều biết chuyện em gái tôi kết hôn, tôi tuy rằng không phát thiệp mời, nhưng vẫn có rất nhiều đồng sự tới chúc mừng. Ở đây, tôi đầu tiên xin bày tỏ lòng cảm ơn, cảm tạ mọi người đã nể mặt tôi. Thằng ôn này cầm cái túi để ở dưới chân lên, phát cho mỗi thường ủy ở đây hai túi bánh kẹo cưới. Bên trong thường ủy có người đặc biệt tới Đông Giang uống rượu mừng, có người thì gửi tiền mừng nhưng không đến, còn có một loại chính là như hứa song kỳ, hắn không gửi tiền cũng không tới uống rượu mừng, chỉ coi như là không biết chuyện này. Vốn cảm thấy không có gì, nhưng hôm nay trương dương ở trước mặt mọi người phân phát bánh kẹo cưới biến thành hứa xong kỳ có chút khó coi trương dương phát xong bánh kẹo cưới trở lại chỗ ngồi của mình tôi định công bố danh sách nhân viên đã tặng lễ và số tiền mừng chuyện này cần phải công khai hóa nếu tôi che giấu thì khẳng định có người sẽ nói tôi có vấn đề nói không chừng người cho rằng tôi mượn chuyện em gái kết hôn để nhận quà phó thị trường thường vụ đồng ngọc vũ nói bí thư trương ngài ngài nói như vậy tôi cũng không tán thành thật ra người sống trên đời nhà ai mà không có việc hiếu hỉ, chẳng lẽ những cán bộ quốc gia chúng ta để chứng minh mình liêm khiết thì phải cự tuyệt tất cả nhân tình qua lại ư? Thế không phải là lục thân không nhận ư? Rất nhiều thường ủy cũng gật đầu theo. Hứa song kỳ nói, thân chính không sợ bóng tà, bí thư trương, tôi cũng thấy như vậy. Không cần công khai, ai muốn nói nhảm thì anh có công bố cũng vô dụng. Những người đó không những sẽ không cho rằng anh thanh liêm, ngược lại sẽ cho rằng anh là đang cố ý theo hoa. Trương Dương nói, theo hoa thì sao? Nếu chúng ta đã có gan theo hoa, ít nhất cũng chứng minh chúng ta nguyện ý làm văn chương, nguyện ý đi chứng thực vấn đề liêm khiết. Hứa song kỳ cũng không nói gì nữa, trong lòng lại đang thầm cười lạnh, Trương Dương à Trương Dương, anh theo hoa cũng trắng trợn quá. Trương Dương tiến hành công khai danh sách quà tặng ở trung tâm chính, bởi vì trong chuyện này người tặng lễ rất nhiều, có điều trùng hợp là. Mọi người đều chỉ biếu 200 đồng, lúc trước cũng không phải là như vậy, Đồng Ngọc Vũ tặng hai. Nhưng Trương Dương trả lại hết tiền mừng, tâm ý thì hắn nhận, tiền hắn cũng giữ lại 200 đồng, còn đâu thì trả lại. Tuy rằng là theo hoa, nhưng hành động này của Trương Đại Quan Nhân vẫn dẫn tới hưởng ứng rất mạnh, có hành vi này của hắn đi trước, về sau quan viên khác khi làm nghỉ sự cũng khẳng định phải thận trọng hơn rất nhiều, có điều đúng như hứa song kỳ nói, rất nhiều người đều sẽ cho rằng Trương Dương đang theo hoa, hơn nữa Trương Dương công khai chỉ là một bộ phận nhân viên của thị chính phủ thị ủy, đối với những thương nhân bằng hữu khác thì lại không công bố danh mục quà tặng, trên thực tế phần chính là ở bên đó. Hứa song kỳ tất nhiên cho rằng Trương Dương theo hoa quá trắng trợn, loại thủ pháp này cũng hơi vụng về rồi. Còn có rất nhiều người có cái nhìn tương tự như hứa song kỳ, bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành chính là một trong số đó, nghe nói Trương Dương công khai danh sách người tặng lễ, hơn nữa rất là trùng hợp, mỗi người đều chỉ biếu hắn 200 đồng, chuyện này nói cho ai nghe cũng đều sẽ không tin được. Hạng Thành trên cuộc họp thường ủy thị ủy nhắc tới nhắc tới chuyện này, ở trước mặt công chúng, Hạng Thành vẫn khích lệ Trương Dương một phen, Hạng Thành nói, cách làm của đồng chí Trương Dương đáng để đề sướng, người trong nước ta chú trọng nhân tình, vốn là chuyện tốt, nhân tình qua lại trong bất chi bất xác thành đất ấm kiếm tiền của quan trường, bên trong chúng ta đã từng có rất nhiều cán bộ vấp ngã trong loại chuyện này, cho nên chúng ta phải từng thời từng khắc bảo trì đầu óc tỉnh táo, nghiêm khắc ước thúc mình. Đừng tưởng rằng có danh mục là có thể thoải mái nhận tiền, có một lần thì sẽ có lần thứ hai, gan sẽ càng lúc càng lớn, tay sẽ càng lúc rũi càng dài. Thị trưởng Cung Hoàn Sơn cười nói, Trương Dương công bố đều là người tặng lễ của thị ủy thị chính phủ Tân Hải, không công bố người tặng lễ ở bên ngoài, xem ra hắn vẫn có chút bảo lưu. Các thường ủy đều bật cười, Hạng Thành cũng cười, ánh mắt chiếu lên người tưởng Hồng Cương vừa từ Đông Giang trở về, đồng chí Hồng Cương, tôi nghe nói anh cũng tới uống rượu mừng, anh mừng Trương Dương bao nhiêu. Hạng Thành vào những lúc như thế này hỏi tưởng Hồng Cương vấn đề này, đầy ý đồ chơi đều, tưởng Hồng Cương thân là lãnh đạo thượng cấp của Trương Dương, không ngờ hạ mình đi uống rượu mừng của em gái Trương Dương, chuyện này có ẩn tình khác. Hạng Thành đang đặc biệt cường điệu, muốn nói với những thường ủy khác, tưởng Hồng Cương đang nịnh bợ Trương Dương. Có điều tưởng Hồng Cương cũng không phải là kẻ ngốc, hắn ứng biến rất nhanh, mỉm cười nói, thật ra quan hệ cá nhân của tôi và Trương Dương không tồi, theo lý là phải tặng nhiều một chút. Nhưng Trương Dương rất kiên trì trên điểm này, đầu óc cũng rất tỉnh táo, hắn sợ người hữu tâm lợi dụng việc này để làm văn, cho nên tất cả đều 200, còn cái danh sách mà hắn công bố, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Thị trường cung vừa rồi nói Trương Dương chỉ công khai một bộ phận, thật ra cũng là có nguyên nhân, thật ra lần này tất cả tiền biếu Trương Dương đều tiến hành báo cáo với ủy ban kỷ luật tỉnh. Lúc ấy ủy ban kỷ luật tỉnh còn phái hai nhân viên công tác tới giúp hắn lên danh sách rõ ràng. Cho nên phương diện nhận tiền mừng không có vấn đề gì cả, về phần hắn vì sao muốn công khai danh sách tặng lễ của nhân viên công tác trong thể chế thành phố Tân Hải thì tôi đoán là hắn muốn bình ổn những tiếng nói nghi ngờ, đồng thời coi như là làm sáng tỏ một chút giúp những đồng chí đã tặng lễ. Hắn tạm dừng rồi cười nói, tôi tặng 200 đồng. Những lời này của Tưởng Hồng Cương nói rất hay, đã giúp Trương Dương giải thích rõ cả sự kiện, lại còn tẩy trắng mình, đám người các anh đừng cảm thấy tôi nịnh bợ Trương Dương, tôi cũng chỉ biếu 200 đồng thôi. Hạng Thành nói: "Tôi hy vọng mọi người cũng phải học tập phương pháp xử lý đồng chí Trương Dương, phải làm rõ ràng và công khai những chuyện phát sinh xung quanh chúng ta." Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Hạng Thành gọi Tưởng Hồng Cương vào văn phòng của mình, Tưởng Hồng Cương đã đoán trước được Hạng Thành là muốn hỏi chuyện mình tới Đông Giang, hắn cười nói: "Bí thư Hạng, tôi báo cáo một chút tình huống lần này tới Đông Giang với ngài." Hạng Thành nói: "Trên hôn lễ gặp được không ít lãnh đạo đúng không?" Hạng Thành hỏi như vậy là rất bình thường. Đinh Huy Phong là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh, lãnh đạo tỉnh tới tham gia hôn lễ khẳng định rất nhiều. Tưởng Hồng Cương cười nói, trên hôn lễ cũng không gặp bao nhiêu lãnh đạo, tôi tới nhà gái tham gia hôn lễ, hai nhà ép cây làm chung. Hạng Thành Ô một tiếng, cười nói, ồ, tôi tưởng nhầm, tôi còn cho rằng hai nhà làm chung. Tưởng Hồng Cương nói, phu nhân của phó thủ tướng Văn đặc biệt tới cổ động cho Trương Dương, bà ta cũng rất quan tâm tới sự phát triển của Bắc Cảng chúng ta những lời này của tưởng hồng cương chỉ là hư cấu hắn ở trên tiệc cưới căn bản không có cơ hội trao đổi với la tuệ ninh ngay cả một câu cũng không nói làm sao biết la tuệ ninh quan tâm tới sự phát triển của bắc cảng hắn sở dĩ nói như vậy là muốn áp đảo hạng thành trên khí thế hạng thành nói nhiệm kỳ mới lần này phó thủ tướng văn có hy vọng rất lớn tưởng hồng cương nói tôi lần này đặc biệt tới gặp bí thư tống hạng thành nói bí thư tống nói gì có nhắc tới chuyện ngân sách đã đáp ứng cho khu bảo lưu thuế nhập khẩu hay không? Tưởng Hồng Cương nói, Bí Thư Tống rất quan tâm tới xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu, y nói khoản ngân sách đó khẳng định sẽ gửi, nhưng mà sắp mùng 1 tháng 7 rồi, ý tứ của cấp trên là tạm dừng tất cả phê duyệt những khoản ngân sách lớn, cho nên có thể phải chờ một đoạn thời gian nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết tập 203